Hi, xin chào tất cả các chị yêu của Sóc Nga BM. Các chị yêu ơi, tối nay thì đầu like nhá. Em về được mẫu nào mới thì em sẽ lên luôn cho các chị yêu. Và đầu like chính là cả một cái cây em vừa mới về đấy các chị yêu. Thế áo là len Montegi các chị yêu nhá. Còn quần em đang làm mẫu quần jean phiên bản mới nhất mà em cũng đã up ảnh lên trên trang cho các chị yêu rồi á. Mẫu này em có hai phiên bản màu, màu đen và màu xanh. Thế rất là đẹp, cực kỳ sang xinh luôn. Quần này siêu mê luôn các chị yêu. Quần này thì nó có kèm theo cái một cái dây lơ như thế này này các chị ơi này. Đấy á. Quần này thì nó có kèm theo một cái nơ giống như ảnh em đăng ấy. Thế mà nhưng mà tuy nhiên thì cái dây nơ này các chị ơi có thể dùng và các chị ơi có thể tháo rời ra cho em Nga đều rất là đẹp luôn. Cực kỳ sang xinh. Trời ơi chiếc quần này nó đẹp mãn nhãn luôn các chị ơi ạ. Hôm trước thì em có lên cho các chị yêu một mẫu quần jean dáng baggy cái mẫu hôm trước đúng không ạ? Cái mẫu đấy thì hiện tại bây giờ em đang quyết size rồi. Thế ạ, cho nên là nếu như chị yêu nào mà chưa sở hữu được một mẫu quần jean dáng baggy nhá, phiên bản mới nhất năm 2023 như em Nga đang mặc ở đây thì các chị yêu lên đơn cho em mã này. Mã hôm trước em lên, đúng không ạ? Mã hôm trước đấy em có nói rồi cái mã đấy. Thế ạ, chưa được lần nào em được lên đầu like cho cái mã quần jean đấy. Nhưng mà bây giờ nó quyết size rồi các chị yêu, cái màu đen nó quyết size rồi nên chị yêu nào mà chưa sở hữu được cái phiên bản màu đen đấy, các chị yêu có thể lên cho em phiên bản này. Chất đẹp, xuất sắc đỉnh luôn ạ. Form rất là đẹp, kiểu dáng xinh các chị yêu nha, siêu dễ mặc luôn. Quần này em có đến tận size 30 thôi các chị yêu nhá. Quần này em về được đến size 30. Quần trước thì em về được đến size 29 thôi. Nhưng mà quần trước thì hiện tại em nhớ là em quyết size 25 rồi. Thế á. Còn các cái size khác thì nó cũng không còn nhiều lắm nên là chị yêu nào đang kiếm tìm thì chốt đơn cho em nha. Ôi đẹp ngất ngây. Đẹp ngất ngây các chị yêu ạ. Chị yêu nào đang nhìn thấy em Nga cho em Nga một nút tương tác chia sẻ ủng hộ đầu like đi ạ. Cái quần em đang mặc chính là cái mã quần mà em có up ảnh đấy các chị yêu nhá. Đây này. Nó có kèm theo dây nơ như thế này này. Đây. Cái quần em đang mặc nó có hai phiên bản màu đen và màu xanh như em đang mặc. Em đang mặc bản này là màu đen nhá các chị yêu nhá. Đấy, rất là đẹp, cực kỳ sang xinh và nó có đủ size 25, 26, 27, 28, 29, 30. Size 30 này dành cho các chị yêu đến 78, 79 cân các chị yêu mặc được cho em Nga nhá. Những chị yêu nào khoảng tầm 17, 18 cân các chị yêu thoải mái đến size 30 cho các chị yêu. Hiếm lắm em mới về được cái mẫu có size 30 đấy. Nên chị yêu nào đang kiếm tìm thì đừng bỏ qua cho em siêu phẩm này. Đẹp xuất sắc và cực kỳ đỉnh cao luôn ạ. À. Đây. Chờ các chị yêu tranh thủ vào, chị yêu nào yêu quý em tranh thủ vào chia sẻ ủng hộ đầu like giúp em với ạ. Chị yêu nào đang nhìn thấy em Nga cho em Nga một nút tương tác chia sẻ ủng hộ đầu like nha. Rồi. Bây giờ em sẽ giới thiệu về chiếc quần em đang mặc nhá. Thực sự là cái tầm này ấy, em nói thật sự là tầm này bây giờ hàng nó về rất là khan. Cho nên là cứ mẫu nào mà em về được là em lên luôn cho các chị yêu luôn. Đấy ạ, à, chứ không kiểu như ngày xưa là ví dụ như em về, ví dụ như mẫu em về rất là nhiều nhưng em chỉ lên được cho các chị yêu một vài mẫu thôi. Còn lại như bây giờ gần như là mẫu nào về, đấy ạ, à, được là em sẽ lên luôn đầu like cho các chị yêu. Nhưng mà quan trọng là em lên cho các chị yêu nhưng những cái mẫu mà em chọn lựa trong thời điểm này này đều là những cái mẫu xuất sắc nhất. Ví dụ như cái mẫu quần jean em đang mặc, nó là một chiếc quần jean dáng baggy phiên bản mới nhất. Mẫu này của năm 2023 các chị yêu nhỉ. Mẫu này của em Nga nó là phiên bản mới nhất cho năm 2023, không phải là cái năm chị em mình đang dùng đâu ạ. Cho nên cái quần này cái chất liệu cũng như form dáng cũng như thiết kế của nó rất là đẹp. Các chị yêu nhìn cho em này. Cặp của nó là cặp cao các chị yêu nhá. Đấy ạ, cái quần em mặc đây ạ, hách dáng vô cùng, cực kỳ sang xinh. Đấy, rất là đẹp và cực kỳ tuyệt vời như thế này. Đấy ạ, nên chị yêu nào đang kiếm tìm cho em mã quần như thế này thì các chị yêu đừng bỏ qua cho em Nga. Comment cho em đúng cú pháp ạ. Túi xéo ạ. Bây giờ chị mà hỏi em như vậy thì em cũng chịu luôn. Đấy ạ, tại vì tầm này thì các chị yêu nói chung là tầm này là gần như là nhà em có gì em bán đấy. Đấy ạ, và cái thứ hai là về được mẫu gì thì em lên mẫu đấy. Và cái thứ ba là nhà còn mẫu gì thì em lên cho các chị yêu thôi. Chứ còn bây giờ các chị yêu hỏi thì em cũng không biết là nó còn cái mẫu gì hay đâu. Thế ạ, ví dụ như hôm nay em lên em về được cái mẫu này. Thế ạ, rất là đẹp, cực kỳ sang xịn. Quần này em có hai phiên bản màu các chị yêu nha. Quần này em có hai phiên bản màu, em có đủ size 25, 26, 27, 28, 29. Size 25 là size em Nga đang mặc dành cho các chị yêu dưới 55 cân mặc cho em quần này size 25. 54 cân, 55 cân đổ về các chị yêu mặc quần này cho em size 25 nha. Size 26 dành cho các chị yêu dưới 59, 60 cân. Size 27 dành cho các chị yêu dưới 64, 65 cân. Size 28 dành cho các chị yêu dưới 69, 70 cân. Size 29 dành cho các chị yêu dưới 74, 75 cân. Và size 30 dành cho các chị yêu dưới 78, 79 cân. Tính theo chiều cao 1m6 các chị yêu chốt đơn quần này cho em nha. Em về trước hai phiên bản màu. Mẫu này em đặt có 3 màu cơ nhưng mà hiện tại nó có được hai màu về. Nên là em về được màu nào thì em lên màu đấy trước nhá. Chị yêu nào mà đã bỏ lỡ cái quần jean hôm trước thì các chị yêu sang cho em mẫu này. Chất jean của năm 2023, nó mềm, nó co giãn, mặc lên nó cực kỳ thích. Và cái form dáng của nó siêu hách dáng các chị yêu.
Trời ơi quần này đẹp mê ly. Em khẳng định là nếu như quần này chị yêu nào mà hôm nay mà không chốt được quần này này, chị yêu nào mà hôm nay mà không chốt quần này, bỏ lỡ quần này, em đảm bảo là các chị yêu sẽ thấy lại bị quyết sai quyết số và lại hết hàng. Bởi vì thật sự là các chị yêu nhìn quần jean nhà em Nga, nhưng cái mẫu quần jean nhà em Nga em đã chọn về nha các chị yêu nha. Mà em về với số lượng lớn ngay đầu tiên mà lên like cho các chị yêu thì không phải là mẫu thường đâu. Nó phải gọi là toàn là những mẫu đỉnh, mẫu xuất sắc. Đấy ạ, vì mẫu này, những cái mẫu này là mẫu em về số lượng luôn được cho các chị yêu thì các chị yêu biết rồi. Nó đẹp từng chi tiết một, các chị yêu nhìn cho em Nga nhá. Toàn bộ ở cái chỗ khuy này này. Các chị yêu nhìn cho em Nga này. Đấy ạ, khuy này nó là cái chữ này nó là nổi nha các chị yêu nhá. Đấy ạ, họa tiết Miu Miu này nó là nổi này. Nhưng các chị yêu nhìn cho em Nga này. Ở phần đây ạ, cái phần họa tiết bên cạnh sườn này này, nó là vừa thêu vừa nổi luôn. Các chị yêu nhìn cho em Nga nhá. Chữ này này, đầu tiên nó là chữ Miu Miu. Đấy ạ, chữ Miu này. Đấy ạ, là thêu này. Đấy ạ, sau đó thì các chị yêu thấy ạ, nó dập nổi này. Đấy ạ, logo nổi luôn trên cái quần nhá. Và các chị yêu nhìn cái chất bản màu xanh cho em Nga này. Các chị yêu nhìn cái bản jean đẹp ý, mà cái màu nó đẹp ý, thì khi em dơ gần như thế này là các chị yêu đã nhìn được cái màu sắc của quần jean rồi. Và các chị yêu có nhìn thấy cái chất liệu không ạ? Các chị yêu nhìn cái chất liệu không ạ? Đấy ạ, cái chất liệu của nó này, nó đẹp vô cùng. Và các chị yêu nhìn cho em, nó đẹp từng cái khuy nhá các chị yêu nhá. Cái khuy cài các chị yêu nhìn cho em Nga nó cũng rất là đỉnh cao luôn. Và quần này của em Nga nó là quần cạp cao hai khuy, dáng baggy siêu hết dáng luôn, đẹp ngất ngây luôn. Em nhận hàng rồi, đẹp xuất sắc luôn, em cảm ơn chị Hồng Thắng. Đấy ạ, các chị yêu nào mà đã mua quần nhà em Nga thì các chị yêu sẽ thấy á, nghiện, mê, mặc là thích các chị yêu nhá. Những chị yêu nào mà chưa sở hữu thì hôm nay các chị yêu sở hữu mẫu này đi. Bởi vì mẫu này của em Nga nó là mẫu phiên bản mới năm 2023, cho nên là cái dáng quần của nó á, dáng quần baggy của nó rất là đẹp, co giãn đàn hồi. Nhưng mà mặc lên nó rất là hách dáng và cực kỳ gọn luôn các chị yêu nhá. Đây, em đang mặc quần này chuẩn size 25 này, đẹp, sang, xịn, xuất sắc đỉnh luôn. Đấy ạ, form dáng cũng như thiết kế của nó các chị yêu nhá, màu sắc này, co giãn đàn hồi và cực kỳ đỉnh cao. Nó là dáng quần baggy 90 phân với hai phiên bản màu xanh và đen như em đang mặc. Có đủ size nhá, lần này em về tất đến size 30. Nói thật sự cái quần của nó phải gọi là đỉnh cao nên em mới về được, em chọn về được cả size 30 thì các chị biết vậy. Quần này bao giờ bọn em về, đầu tiên em về mẫu. Sau khi về mẫu em thấy đẹp ấy ạ, mà nó có ra được cả size 30 là em về được cả size 30 cho các chị yêu nha. Đấy ạ, nên quần này các chị yêu ạ, nếu như các chị yêu mua nơi khác người ta không về đến size này đâu, người ta chỉ về 5-6-7 cho các chị yêu thôi. Còn nhà em Nga khi mà em đã chọn được những cái quần mà gọi là đẳng cấp đỉnh cao, có nghĩa là chị yêu màu nào mặc lên cho em cũng đẹp, form dáng đẹp, chất liệu của nó là gọi là chất liệu quá là xuất sắc luôn rồi, thì em vẽ về 25, 26, 27, 28, 29, thường là sẽ về đến 29 thôi. Nhưng quần này em về đến tận size 30 cho các chị yêu, dành cho những chị yêu nào mà 78, 79 cân, thường tìm quần bò cực kỳ khó, mua quần bò rất là hiếm, thì các chị yêu đừng bỏ qua cho em mẫu này. Đây là mẫu mà duy nhất em đang về hiện tại năm 2023 mà em về cho các chị yêu đến tận size 30 với hai bản màu nhá, màu đen và màu xanh như em đang cầm ở đây. Mức giá lên đơn cho em Nga này, bản màu đen em đang, các chị yêu comment cho em bản quần là mã M1 giúp em Nga. Mức giá cho em bản màu đen là 500.000 cho em Nga. Bản màu xanh thì đắt hơn bản màu đen 30.000 nhá. Đấy á, chị yêu nào mua quần thì em Nga các chị yêu rất rõ rồi. Bản màu đen thì em Nga có mức giá là 500.000, bản màu xanh thì em đầu vào nó đắt hơn cái đầu cái bản màu đen là 30.000, thì em nên đơn cho các chị yêu bản màu xanh là 530.000. Chị yêu nào lấy quần này thì cứ comment cho em đúng cú pháp là M1, kèm theo màu, kèm theo size, kèm theo số điện thoại em lên đơn. Màu đen 500.000, màu xanh 530.000, ghi hộ em là M1 đã đủ size 25, 26, 27, 28, 29, 30 dành cho các chị yêu 78, 79 cân đổ về em cho đơn. Em Nga cao 1m54, nặng 55 cân hơn, vòng eo của em Nga là 75, 75, 76 các chị yêu nha. Mông 95, 96 rồi các chị yêu. Em đang mặc quần này là size 25, em mặc ôm nha các chị yêu nha. Em thì hay thích mặc ôm cho em mặc quần này size 5. Bản này thì em mặc được cả 25 đến 26 bởi vì là thường dáng quần baggy, các chị yêu nào mà thích mặc baggy á, giữ size như em Nga, thích mặc thoải mái không ôm và cơ thể thì các chị yêu đẩy lên cho em 26. Còn chị yêu nào thích mặc ôm như em Nga, chọn cho em quần này size 25 như em đang mặc. Đấy ạ, lên chị yêu nào lấy quần cứ nhanh tay chốt đơn. Em đảm bảo chị yêu nào mà hôm nay bỏ lỡ cái quần này thì em khẳng định với các chị yêu là chỉ cần 1-2 ngày hôm sau là những cái quần này nhà em Nga nó lại quyết size. Mà em về không phải là số lượng nhỏ đâu, em về với size từ size 25 cho đến size 30, nó là size rộng rồi, tức là khoảng size rộng mà thứ hai là số lượng lớn. Đấy ạ, nên các chị yêu sẽ thấy rằng là nếu như chị yêu nào mà không dinh ngay quần này thì em nói thực sự là hết là tiếc ngẩn ngơ. Mức giá cho em Nga em đảm bảo các chị yêu mua. Đấy ạ, những quần này các chị yêu mua ở nơi khác nhá. Nếu bình thường các chị yêu mua nơi khác, những quần jean như này là ít nhất các chị yêu mua phải là tầm 690 cho đến 750.000 những cái chiếc quần này. Em dành cho các chị yêu là 500.000 cho bản màu đen, 530.000 cho bản màu xanh,
đủ size 25 cho đến size 30. Chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn, comment cho em đúng cú pháp là M1 em lên đơn nha. Em đang mặc quần này size 25. Các chị yêu nào chưa rõ về size thì cứ cho em chiều cao cân nặng đấy em, để em chốt đơn. Còn quần này mà 43 cân thì mặc hơi rộng đấy chị ạ. Yến là 43 cân thì em nghĩ là quần này mặc hơi rộng, bởi vì em đang mặc quần này size 5. Đấy, 43 cân thì em nghĩ là chị mặc hơi thoải mái. Ít nhất quần này các chị yêu khoảng tầm 47 48 cân thì các chị yêu đổ lên, các chị yêu mặc đẹp cho em nha. 46 cân thì mặc hơi baggy cho em nha một chút xíu á. Nên chị yêu nào lấy quần như em Nga đang mặc thì nhanh tay chốt đơn nhá. Comment cho em đúng cú pháp là mã M1 hoặc M1 kèm theo màu, kèm theo số điện thoại em chốt đơn ạ. Rồi ạ, em bắt đầu em chốt đơn nhá. Quần đến tận 7 quần này đẹp các chị yêu ạ. Em nói thật sự quần này em trời ơi mặc vào nó mềm, trời ơi siêu sướng luôn. Em nói thật sự là cái quần này này nó có kèm theo cái dây nơ như thế này này. Nhưng mà em nói thật sự về các chị yêu thích, các chị yêu dùng. Đấy ạ, nếu mà không dùng thì các chị yêu có thể cài vào những cái áo sơ mi của các chị yêu ấy. Đấy ạ, không dùng thì các chị yêu lấy cái dây này này. Lấy cái dây này các chị yêu cài vào áo sơ mi cho em nha. Còn nếu không các chị yêu chỉ cần mặc như thế này cho em nha thôi, không cần phải diêm rúa, không cần phải cầu kỳ gì ạ. Đấy ạ, nó có kèm cái dây lơ nha các chị yêu nhá, nhưng các chị yêu có thể tận dụng dây lơ và các chị yêu dùng. Áo thì chờ một chút xíu em sẽ báo áo á. Em chờ em chút xíu em sẽ báo áo luôn nhá. Áo này siêu đẹp, mức giá cũng siêu yêu, chờ chút xíu em báo áo. Màu em đang mặc cực kỳ ngất luôn. Đấy ạ. À, K1m60 thì chị mặc khoảng tầm ngang mắt cá chân nhá. À, 1m50 là 46 cân thì mặc cho em quần này size 25 chị Ngọc Nguyễn nhá. À, chị Ngọc Nguyễn là K1m50 là 46 cân thì mặc quần này cho em size 25 ạ. Đấy á, chị Bùi Hạnh là K1m60 thì quần này của em Nga là quần 90 phân cho nên là chị Bùi Hạnh K1m60 chị mặc cho em được nhá chị yêu nhá. Đấy á, check in box cho mình đúng không ạ? Ok chị Hà Thịnh này, chút xíu nữa nhà em sẽ check in box cho chị yêu nhá. Chị Uyêu Anh lấy quần thì như thế nào ạ? K1m60 chị Nguyễn Điểm lấy thì comment lại cho em Nga nhá. Ok chị Hà Thị Lài ạ. Áo của em Nga đang mặc chờ chút xíu ạ. Chị Thu Thúy một quần màu đen M1 size 28 em chốt đơn ạ. Em ơi không gửi quần M1 đến áo M7 chị 9 mà chưa nhận được. Thế à chị Hoàng Thoan, em ơi kiểm tra đơn của chị Hoàng Thoan xem như thế nào nhá. Quần M1 với này cái gì M7 đây này. Ok chị Hoàng Thoan, quay xong lưng quần đây chị yêu ơi, quần này đẹp lắm luôn chị Tôm Tô mặc. Quần này nhà em Nga siêu đẹp, em đứng đây này. Các chị yêu nhìn em Nga nhé, em đứng đây ạ. Quần này nhà em Nga này, các chị yêu nhìn cái bàn cạp cho em Nga này. Cặp cao này, ôm hách dáng này, ôm eo này, cực kỳ đẹp luôn ạ. Đây ạ, cái vòng eo của em Nga này. Và mông này, các chị yêu ơi, nhìn nó đẩy mông này, siêu đẹp luôn ạ. Ok, chị Nguyễn Điểm một quần M1 66 cân. 66 cân thì mặc quần này cho em size 20, size 28 đúng nhỉ? Size 28 cho chị Nguyễn Điểm một quần size 28 này. Một chị Lê Huyền một quần. Chị ơi quần này em có màu đen và màu xanh nên các chị yêu ơi cho em thêm màu đi các chị yêu ơi. Quần M1 em có hai màu đen và màu xanh. Các chị yêu lấy quần cho em thêm màu đi ạ. Đừng bỏ qua không hết nhá. Em đảm bảo với các chị yêu là quần này nhà em Nga hôm nay em lên được mã quần baggy này nên đầu like, em đảm bảo các chị yêu là quần này em lên đầu like là kiểu gì cũng sẽ bị quyết sai. Đấy ạ, nên chị yêu nào lấy thì nhanh tay chút đơn. Đúng rồi, quần baggy chị Thanh Vân ạ. Quần này siêu đẹp ạ. Chị Lê Huyền lấy quần M1 màu gì cho em thêm màu nhá. Chị Thúy Thu em chốt rồi nhá. Chị Nguyễn Thanh Thu lấy M1 size 26 cho em thêm màu nữa. Chị Nguyễn Thị Tám màu đen size 28 em chốt rồi ạ. Chị Toàn Nguyễn M1 63 cân K1m63 màu đen size 27 cho em. Chị Toàn Nguyễn một quần size 27 em chốt đơn. Đẹp lắm luôn, màu xanh 56 cân mặc cho em size 26 chị Ninh Nương nhá. Chị K1m55 nặng 56 cân mặc quần này cho em size 26 ạ. Sao nhắn tin phay chốt hàng không trả lời. Thế là chị Kiều Trang ơi, chị chốt chị inbox vào trong trang cho em Nga tại thời điểm nào, bởi vì nếu như chị inbox vào thời điểm mà nhà em ngoài giờ hành chính nhá thì đôi khi nhà em Nga là sẽ check hơi bị muộn một tí xíu. Tức là trong giờ thì bọn em sẽ check được, còn trong ngoài giờ thì bọn em là sẽ check hơi chậm một chút xíu ạ. Và ấy lại là nếu mà cái tin nhắn của nhà em Nga nó có thể là bị quá tải ấy thì bị nhiều ấy, thì các chị yêu nếu mà thấy nâu chết các chị yêu chấm lên giùm em Nga một chút xíu ạ. Đấy ạ, vì để cho comment nó bị đẩy nhá. Hôm nay có phải giá bếp đi không em là gì ạ? Có phải gì ạ? Chị Nguyễn Em ơi, chị đang nhắn hình như nhầm ở đâu đấy ạ. Quần em đang mặc là quần Becky ạ. Chị Kiều Cang, chị lên quần M3 đi. Chị Kiều Cang Trang ơi, chị đang nói em quần M3 là quần gì đấy ạ. Chờ em chút xíu ạ, chị lại thì nhiên màu xanh size 5 em chốt đơn ạ. Chờ chút xíu em sẽ mặc màu xanh chữ thạch nhá. Quần này của nhà em Nga màu gì cũng đẹp. Các chị yêu chờ em chút xíu. Màu đen cho chị Lê Huyền và một áo lửa. Ok chị yêu ạ. À rồi, em giới thiệu luôn về áo nhá. Rồi áo này em giới thiệu luôn cho chị yêu nào thích áo này thì chốt đơn. Áo này thì em có 5-6 màu cơ ạ. Nhưng em mặc luôn màu đỏ nhá. Em mặc màu đỏ trước ạ. Quần này là giá baggy chị Sơn Huy ạ.
Quần này của em Nga là dáng baggy, chị Nguyễn Vi cao 1m67 nặng 63 cân thì mặc quần này cho em size 17 chị Nguyễn Vi nhá. Mặc hơi thoải mái cho em Nga và quần này chị mặc trên mắt cả chân giúp em ạ. À. Hôm nay mua hàng cô giáo được miễn phí ship không Nga ơi? À chị Ninh Nương, tức là nhân ngày nhà giáo đúng không ạ? Rồi, các chị yêu nào mà nhân ngày nhà giáo hay thật ra em là em thật ra em lên là em không có ý định gì đâu. Nói thật là không có ý định đâu ạ, nhưng mà đây là chắc là chị Linh Nương. Rồi để chúc mừng cho các cô giáo đúng không ạ, nhân ngày 20 tháng 11 em xin phép được đấy ạ, đây là một chút xíu mà tự dưng nhá đấy ạ, do chị Ninh Nương. Cái này là tất cả các chị yêu, nếu mà chị yêu nào là giáo viên thì nên cảm ơn chị Ninh Nương này, vì chị là người mà khai ra đầu tiên, chứ em thật ra nhiều khi em cũng không để ý đâu các chị yêu ạ. Đấy ạ, thì những chị yêu nào là giáo viên nha thì các chị yêu đấy ạ, báo cho bên em thì bên em sẽ tức là các chị yêu comment inbox vào bên trong trang ấy đấy ạ, xác minh là giáo viên thì bên nhà em sẽ phục free ship cho các chị yêu đấy ạ, em sẽ free ship cho những chị yêu là giáo viên nhá. Ok, chị Nguyễn Thu Thanh, một quần đen size bao nhiêu ạ, cho em thêm size hoặc cho em chiều cao cân nặng ạ. 68 cân thì mặc quần này cho em size 29 chị Lý Nam nhá. À 68 cân thì chị mặc quần này cho em size 28 chị Lý Nam ạ. Chị Đặng Thị Thủy 65 cân, quần này em có đến size 78 79 cân cơ ạ. Cho nên là chị Đặng Thị Thúy lấy màu gì thì cứ chốt đơn cho em màu đấy nhá. Rồi ạ. Chị mua nhiều nhà Nga lắm, nhiều lắm rồi. Em cảm ơn chị Linh Nương. Rồi ạ. Đấy ạ. Chị yêu nào là giáo viên em xin được miễn phí ship ạ. Các chị yêu chỉ cần inbox vào trong trang đấy ạ. Đặc biệt trong live ngày hôm nay các chị yêu nhá. Rồi. Còn chiếc áo này thì em giới thiệu về áo này, quần thì em giới thiệu sơ sơ. Chị, còn bây giờ giới thiệu về áo đây ạ. Chị Thúy Thu lấy màu xe 8 đen cho em xin số điện thoại, em mới chốt được đơn ạ. Áo này em có các màu như sau ạ. Áo này em có 2, 4, 5 màu tất cả. Áo này em có tất cả là 5 màu nhá. Sản phẩm đẹp lắm ý, em cảm ơn chị Linh Nương rất là nhiều. Áo này nhà em Nga có tất cả là 5 màu. Tí hoa, cần tí xíu, à 6 màu. Áo này em có 6 màu cơ. Áo này em có 6 màu nhá các chị yêu ơi. Chị yêu nào lấy quần chốt đơn quần. Em giới thiệu qua áo luôn này. Áo này đẹp lắm luôn. Quần M5 từ lai trước ý chị Kiều Trang, quần M5 từ lai trước á. Chị yêu ơi, quần M5 từ lai trước có phải là cái bảng mà có màu khói đúng không? Có màu đen khói và màu đen đúng không? Cái bảng đấy thì em đang khuyết 25 rồi. Nó chỉ còn từ 26, 27, 28, 29 thôi. Chị Kiều Trang mà lấy mã M5 của lai trước ấy thì chị báo với em Nga, chị lấy size gì thì chị báo em, chứ còn quần đấy là khuyết size rồi. Đấy ạ, quần đấy thì em khuyết size rồi, cho nên em đăng lên cho các chị yêu mẫu này. Đấy nhá, quần đấy chưa bao giờ em lên đầu like đâu. Quần đấy em chưa lên đầu like một tí xíu nào mà các chị yêu thấy không? Em đã bị khuyết size thì là các chị yêu biết là khách nhà em inbox nó khủng khiếp như thế nào luôn. Đấy ạ. Chứ còn quần này mà em lên đầu like như thế này thì em nói thật sự hôm nay chị yêu nào mà xem được trên like nhà em Nga mà không chốt quần này, em đảm bảo các chị yêu nào mà inbox thì nhiều khi các chị yêu sẽ bị khuyết size ngay, nên chị yêu nào lấy chốt đơn nha. Rồi cứ comment cho em đúng cú pháp mà em Nga lên đơn. Quần này em có đủ size 25, 26, 27, 28, 29, 30 dành cho các chị yêu 78, 79 cân đổ về em chốt đơn. Mức giá cho em Nga là bản màu đen là 500.000, bản màu xanh là 530.000. Còn áo em Nga đang mặc này, áo này của em Nga nó là một chiếc áo len mông tơ ghi nhá, hàng của chính hãng của FCL. Đấy ạ, hàng loại 1 cho em. Đấy ạ, mẫu này em đặt mà bây giờ mới về, nhưng mà mức giá siêu yêu cho các chị yêu nhân ngày hôm nay nha. Áo em đang mặc là màu đỏ này. Các chị ơi, màu này của em Nga nó là đỏ mận đi các chị ạ, đỏ mận nhá. Màu thứ hai là màu nâu này, màu thứ hai là màu nâu, màu thứ ba cho em Nga là màu xanh. Màu thứ ba cho em Nga là màu xanh. Màu thứ ba cho em Nga là màu xanh này, màu đỏ mận này, màu nâu này, màu xanh này. Chất liệu mông tơ ghi, tay cái cổ của nó là cổ phối nơ nhá. Phối nơ này, phối sơ mi cho em Nga. Đây ạ, bản màu đen này. Bản màu đen này. Chị yêu nào lấy quần cứ chốt đơn quần, em giới thiệu tranh thủ giới thiệu áo để cho các chị yêu chốt kèm luôn này. Chị yêu nào là khách mới nhớ cho em xin số điện thoại em mới chốt được đơn nha. Màu đen này, màu đen này, màu trắng này và màu vàng cho mã áo này. Áo này em có 6 phiên bản màu. Chị yêu nào muốn sở hữu màu nào thì nhanh tay chốt đơn ạ. Màu trắng này là màu thứ 5 này và màu vàng là màu thứ 6. Đây ạ. Mẫu này là màu trắng này. Áo này thì em bao vừa hết cho các chị yêu đến 65 cân đổ về em chốt đơn nhá. 65 cân đổ về em chốt đơn. Màu trắng này, màu vàng. Màu nào cũng đẹp các chị yêu ạ. Màu nào cho em cũng đẹp. Màu nào cho em cũng đẹp ạ. Rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn cho em Nga.
chị yêu nào đã nhìn thấy em Nga cho em Nga một nút tương tác chia sẻ ủng hộ đầu like giúp em Nga nhá. Comment của em nó đang bị ẩn rồi đấy ạ. Chị Kiều Trang ấy, chị lấy quần M5 màu đen của ngày của live trước ấy, chị cho em chiều cao cân nặng đi ạ, hoặc là lấy size gì cho em chốt đơn ạ. Giờ chị nhắn tin qua đâu mà không có à, giờ này thì em đang live cho nên các bạn chưa trả lời được chị Kiều Trang nhá. Chị Hà Thị Nài một quần màu đen cao 1m60 nặng 54 cân size 25 cho chị Hà Thị Nài này. Chị Kiều Trang 75 cân có vừa M5 không? Nếu mà chị 75 cân thì chị cao bao nhiêu nữa ạ? Cho em thêm chiều cao đi chị yêu ơi. Nếu mà 75 cân chị cho em thêm chiều cao đi ạ. 75 cân, nếu như mà chị 75 cân thì lên lấy size cho em quần này size 30. Nếu như mà chị người chị cho em thêm chiều cao nữa chị Kiều Trang ơi. Chị Nguyễn Thanh Thu màu đen size 26 ạ. Chị Nguyễn Thanh Thu là có cho nãy em hỏi số điện thoại đúng không? À chị Thúy Thu cho em xin số điện thoại. Rồi áo em có tất cả 6 màu này. Áo em có tất cả 6 màu, em chốt đơn luôn nhá. Em báo giá áo luôn 65 cân đổi về em chốt đơn. Chị yêu nào nhanh tay được áo này này. Áo này ngày hôm nay em chốt cho các chị yêu mức giá này 299.000 đi ạ. Áo này em chốt cho các chị yêu với mức giá 299.000. 65 cân đổi về em chốt đơn. Đây em buông dáng áo để các chị yêu ngắm nhá. Áo 299.000. Nên cho em Nga là mã M2, quần cho em Nga là mã M1 đấy ạ. Đây các chị yêu nhìn dáng áo cho em Nga 65 cân đổi về em chốt đơn. Dáng áo đây ạ, bản em đang mặc là màu đỏ nha các chị yêu nha. Đây, 65 cân đổ về các chị yêu mặc thoải mái cho em áo này. Đấy, em chốt bao vừa cho các chị yêu chiếc áo này với mức giá 299.000 ngày hôm nay. Các chị yêu sơ vin cho em cũng đẹp, mặc buông cho em cũng đẹp. Chất liệu của nó là mông tơ ghi. Đấy, phối lụa các chị yêu nhá, nhìn cái lụa của nó này. Lụa theo tông màu và lụa của nó là lụa họa tiết luôn các chị ạ. Lụa này là lụa họa tiết nhá các chị yêu nhà, và lụa của nó là lụa tơ luôn. Áo 299.000, 65 cân đổ về em chốt đơn. Đấy ạ. Qua áo này thì các chị yêu mặc buông sơ vin hay là tất cả các kiểu gì cho em Nga, mix chân váy, mix quần jean, mix quần âu, mix tất cả các kiểu cho em đều rất là đẹp với chiếc áo này. Áo này của nhà em Nga dưới 65 cân đổ về em chốt đơn, em có 6 màu cho các chị yêu lựa chọn. Mức giá là 299.000 cho ngày hôm nay thôi. Nên chị yêu nào lấy áo ghi hộ em là M2, chị yêu nào lấy quần ghi hộ em là M1. Quần M1 em có màu đen giá là 500.000, bản màu xanh thì có giá là 530.000 nhá, đủ size đến size 30 dành cho các chị yêu 78 79 cân em chốt đơn ạ. Chị Hoài Phùng lấy M1 màu gì? Chị Hoài Phùng lấy M1 màu gì cho em thêm màu ạ? Rồi ạ, chị yêu nào chốt áo thì chốt liền đi ạ. Không hết ạ. Em ơi, comment bị ẩn hết à? À, bị hết rồi sao? Hôm nay bị lỗi à? Không chốt được à? Hôm nay nhà em cái hệ thống bị chốt, nó đang bị ẩn các chị yêu ơi. Cho nên nếu như chị yêu nào không đọc em làm từ từ nhá các chị yêu nhá. Sorry các chị yêu. Hôm nay cái hệ thống của nhà bên nhà em nó đang bị lỗi. Các bạn ấy vừa báo em là cái hệ thống chốt nó đang bị lỗi. Tức là bình thường các chị yêu nào mà chốt ý là các chị yêu không cần cho số điện thoại giúp em Nga. Còn riêng cái này ngày hôm nay các chị yêu cho em xin xem số điện thoại kể cả là khách cũ các chị yêu nhá. Đấy ạ, thì để em chốt cho nó nhanh. Hoặc nếu như các chị yêu là khách cũ ngại cho em 5 số cuối của số điện thoại thôi. Cho em 5 số cuối đối với khách cũ là cho em 5 số cuối, khách mới cho em đầy đủ số điện thoại để nhà em có thể tìm được các chị yêu để chốt nhá. Bởi vì hệ thống nhà em Nga các bạn vừa báo là hệ thống chốt nó đang bị lỗi. Cho nên là nhà em Nga là các bạn đang không cập nhật được của các chị yêu. Đấy ạ, cho nên khách cũ lưu ý hộ em là cho em thêm 5 số cuối của số điện thoại ạ. Ok ạ. Chị Phạm Vân lấy M2 màu ạ. Áo em có 6 màu. Áo em có 6 màu nên là cho em một áo ạ. Một áo màu đen cho chị Minh Khang, ok ạ. Chị Phạm Vân lấy áo M2 màu gì cho em thêm màu ạ. Các chị yêu ơi, hệ thống của em đang lỗi nên hôm nay em chốt nó hơi chậm một tí xíu nhá. Đành chấp nhận vậy các chị ạ. Các bạn vừa báo em không biết. Đây ạ, quần là có giá là 500.000 cho mã màu đen. Đấy ạ. Và màu xanh có giá là 530.000. Áo của em Nga đang mặc M2 ngày hôm nay có giá là 299.000. Chị yêu nào là giáo viên inbox vào trong trang ạ. Đúng không ạ, chụp ảnh thẻ các chị yêu vào đấy là các bạn ấy sẽ tự miễn phí ship nhá các chị yêu nhá. Tức là các chị yêu nào mà muốn miễn phí ship của giáo viên ấy thì các chị yêu lưu ý cho em nha. Nếu mà các bạn ấy nhật ký của các chị yêu là đã là gửi về các trường thì chắc chắn là các bạn ấy có thông tin của các chị yêu là giáo viên rồi. Nhưng mà nếu như chị yêu nào bình thường hay gửi về nhà đúng không ạ? Đấy ạ, bình thường hay gửi về nhà không gửi đến cơ quan bao giờ thì các chị yêu nhớ là chụp cho em cái ảnh thẻ hoặc là cái gì để xác minh chị là giáo viên. Đấy ạ, thì các bạn ấy sẽ free ship cho các chị yêu. Nó vàng lấy M2 màu gì ạ? M2 của em Nga có 6 màu đấy ạ. Rồi em lên từ từ nhá, các bạn mới kịp chốt được ạ. Mọi lần nhà em chốt vào hệ thống thì nhà em sẽ tự động chốt. Hôm nay em không hệ thống nó bị lỗi nên là em sẽ nhắc một chút từ từ một chút xíu ạ. Chị Lan Hoàng lấy M2 màu gì cho em thêm màu ạ? Chị Phạm Vân lấy M2 màu gì cho em thêm màu ạ? Chị Lý Đàm M2 màu đen em đang mặc ok ạ. Chị Uy Oanh một M2 màu đen, M1 và M2, tức là chị Uy Oanh lấy M1 và M2 màu đen cả đúng không ạ? Dáng quần
Quần này của em Nga nó là không ạ, quần này của em Nga là quần Becky. Chị Út Thạch ơi, quần này của em Nga là quần Becky, không phải là ôm đứng ạ. Màu M2 màu đỏ cho chị Huyên Đào, ok ạ. M2 màu đỏ cho chị Huyên Đào này. Chị Lý Đàm, M2 màu đang mặc M2 màu đỏ cho chị Lý Đàm luôn này. M2 màu đỏ cho chị Lý Đàm này. M2 màu đỏ cho chị Lý Đàm, M2 màu đỏ cho chị Huyên Đào. Thấy ạ, chị Huyên Đào. Thấy ạ. Các chị yêu chờ em chút xíu nhá. À, số lượng kia. Áo này 65 cân đổ với em chốt đơn ạ. Áo 65 cân đổ với em chốt đơn nhá. Mức giá áo là 299.000. Chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn ạ. Em mặc áo trắng đi, chờ chút xíu em sẽ mặc áo trắng luôn đây. Rồi em mặc áo màu đỏ đấy nhá các chị yêu. Rồi ạ, chị yêu nào lấy áo thì comment cho em áo ạ. Mức giá cho em Nga là 299.000 áo. Trời ơi, comment đã bị ẩn đấy các chị yêu ạ. Máy của em Nga đang bị ẩn mà em không chốt bằng hệ thống được. Em chỉ sợ là cũng bị sót đơn của các chị yêu thôi. Em chỉ sợ là sót đơn của các chị yêu thôi. Đấy ạ. Rồi ạ, đây ạ, em sẽ mặc sang màu tiếp theo này. Chị yêu nào lấy quần chốt đơn quần. Quần này đẹp ngất ngây. Quần này nhà em Nga có đủ size 25, 26, 27. Các chị yêu nhìn thấy đẹp không ạ? Quần này, một chiếc quần jean dáng baggy, siêu hách dáng này, ôm vào eo nhá các chị yêu nhá, mông nâng này. Đấy ạ, dáng baggy gọn này. Đấy ạ, cạp của nó này, hai quy nhá. Cạp này của em Nga nó là cạp hai quy bản cao nên là mặc lên nó cực kỳ tôn và nó thu gọn cái vòng eo này các chị yêu. Và bản này của em Nga nó là bản họa tiết theo như thế này. Đẹp ngất ngây luôn, jean co giãn mềm dáng baggy, chiều dài 90 phân, bao vừa hết cho các chị yêu tầm 47 cân cho đến dưới 78, 79 cân đổ về em chốt đơn. Đủ size 25, 26, 27, 28. Bản màu đen em đang mặc là 500.000. Bản màu xanh thì có mức giá là 530.000 nhá. Bây giờ em sẽ mặc áo này màu trắng đây ạ. Rồi ạ, chị yêu nào lấy áo thì nhanh tay chốt đơn nhá. Mức giá cho em Nga là 299.000 là M2. Quá đẹp luôn. Chị yêu nào mà không lấy nhanh tay nào. Hết là tiếc ngẩn ngơ. Đây ạ, à, đẹp rất ngây như thế này. Các chị yêu ngắm cho em Nga. Màu đỏ này. Hả? Eo 78 thì mặc quần này cho em size 26 á. Chị Hoài Phùng là bao nhiêu cân ạ? Cho em chiều cao cân nặng nữa. 1m48, 53 cân. Nhưng mà eo 78 thì lấy cho chị quần này size 6. Chị lấy quần này của em Nga màu gì thì cho em thêm màu nhá. Nếu áo màu gì cho em thêm màu ạ. Đây ạ, em mặc áo màu trắng đây ạ. Em mặc áo màu trắng đây các chị yêu nhá. Chỗ phần này nó là lụa này. Các chị yêu nhìn cho em Nga, nó là lụa nhưng mà lụa thương hiệu này. Các chị yêu nhìn lụa thương hiệu này. Chị Hoàng Yến lấy mờ một màu gì ạ? Chị Hoàng Yến lấy mờ một màu gì cho em thêm màu đi ạ. Chị Trần Hải, chị đặt mua đôi giày em đang đi mà nhân viên bảo chuyển khoản không có tài khoản là gì nhỉ? À, bảo chuyển khoản không có tài khoản. Chị Trần Hải là yêu cầu chuyển khoản đúng không? Chị Trần Hải ơi, chị nhờ người đi ạ. Chị nhờ người chuyển khoản giúp em ạ. Chị nhờ người đi ạ. Tại vì là chắc đơn của chị yêu là một số đơn đi nó bị trục trặc như thế nào đấy, cho nên là nhân viên nhà em mới yêu cầu là phải chuyển khoản đấy ạ. Chứ còn bình thường là nếu như mà đơn của chị mà đi bình thường là nhà em vẫn đi ship code. Đức Lê màu xanh. Ok, chị Đức Lê một M1 màu xanh size 25 em chốt đơn ạ. Áo em đang mặc là màu trắng các chị yêu nha. Rồi ạ, ôi hôm nay nó đẹp thế này mà cuối cùng mạng nhà em nó bị lỗi. Đấy ạ, em chỉ sợ là chị Lê Nhiễu M2 màu đen em chốt đơn. Chị Hoài Phùng một mã M1, chị mã màu đen đúng không? Và áo màu đỏ. Ok ạ, à, quần màu đen và áo màu đỏ cho chị Hoài Phùng ạ. À, lên quần màu nâu đi Nga ơi. Chị Bích Lộc quần màu nâu á. Quần màu nâu hôm trước em vừa lên rồi đấy chị Bích Lộc. Chị quần màu nâu hôm trước em vừa lên rồi. Chị thích quần màu nâu đấy, chị chỉ cần báo em Nga là chị lấy cái quần màu nâu mã M1 của cái like ngày hôm kia đúng nhỉ? Hôm ngày bao nhiêu đấy, chị báo em là em lên đơn cho chị thôi. Chị cho em chiều cao cân nặng này em chốt đơn. Đấy, chị cho em chiều cao cân nặng này em chốt đơn nhá. Quần của em Nga là mã M1, áo em đang mặc là M2. Chị yêu nào lấy áo nhanh tay chốt đơn ạ. Em đang mặc áo này màu trắng đấy ạ. Chị yêu nào lấy thì comment cho em đúng cú pháp là M2 màu trắng á. Đẹp ngất ngây. Đây ạ, ai thích trắng chốt cho em cả cây như thế này. Các chị yêu có thể mix với quần jean, có thể mix với chân váy, có thể mix với các kiểu nhá. Em sơ vin nặng cho các chị yêu ngắm này. Đấy ạ, các chị yêu nào có thể mặc buông cho em Nga hoặc các chị yêu sơ vin cho em Nga. Áo là 299.000 mã M2. Quần cho em Nga là 500.000 cho bản màu đen và 530.000 cho bản màu xanh ạ. Siêu đẹp luôn rồi. Quần này các chị yêu không dinh bỏ qua là hết ạ. Quần này em có đủ size 25, 26, 27, 28, 29 nhá. À, chị Bảo An đang lấy gì cho em số điện thoại kìa. Ok ạ. À, chị Bảo An ok ạ. À, chị Bảo An lấy mã gì đấy ạ?
chị Bảo An lấy mã gì cho em thêm mã đi ạ. Em mới thấy có số điện thoại của chị Bảo An thôi, nhưng không biết là chị lấy mã gì. Đây ạ, à, áo em đang mặc là màu trắng đây các chị yêu nha. Đẹp quá. Trời ơi đẹp quá mà tự dưng cái hệ thống chốt đơn của nhà em Nga nó lại bị lỗi. Đấy ạ, nên không đọc được comment các chị yêu như thế này thì có buồn không cơ chị này. Áo M2 màu đỏ, quần M1 màu đen cho chị Hưng Lương này. Có quần còn quần bò không em? Em đang mặc quần bò đây chị Thúy Phạm ơi. Chị Thúy Phạm ơi, em đang mặc quần bò đây. Chị Nguyễn Khương M1 màu đen. Ok, chị Nguyễn Khương M1 màu đen. M2 màu đen. M2 màu đen luôn ạ. À. Ok ạ. 57 cân. Chị Đức Lê dồn màu khói hôm trước gửi nhầm size cho chị nha, chị Đức Lê. Ok ạ, à, chị Đức Lê ơi, các bạn bảo là đi đơn cho chị yêu rồi nhá. Chị Bảo An ơi, chị lấy mẫu gì chị báo lại dùng em với ạ. À. Chị Tân Hồ M2 màu đỏ em chốt đơn ạ. À. Quần có giá là 299.000 ạ. À. Áo là à quên, áo có giá là 299.000. À có thấy chị không mà sao hỏi biết không trời. Đây bây giờ em mới đọc được của chị Út Thạch đây, chị Út Thạch ơi, chị hỏi gì đấy ạ? Khổ, cái comment nó bị ẩn. Hôm nay cái hệ thống comment em bị ẩn, em đang đọc hai máy đây chị yêu này. Em nhìn trên một máy đây và em đang đọc hai máy này luôn. Em đang bị ẩn comment bởi vì là hệ thống comment nhà em Nga hôm nay chốt nó bị lỗi chị yêu ơi. Nên là bây giờ em mới nhìn thấy chị Út Thạch đây. Chị Út Thạch đang hỏi em gì đấy á. Bây giờ em mới đọc chị Út Thạch là chị đang nhắn em là có thấy chị không mà hỏi biết không trả lời khổ. Em không biết chị hỏi gì luôn ạ. Đấy ạ. Chị Bảo An là lấy M2 màu đỏ nhưng khoảng mấy ngày thì ship được. Chị Bảo An ơi em ship liền nhá chị Bảo An nhá. Áo này là em ship liền ạ. Nhưng mà không biết là chị địa chỉ ở đâu thôi ạ. Tùy theo địa chỉ của các chị yêu thì có những chị yêu là ngày hôm trước ngày hôm sau nhận được luôn. Tức là em ngày mai em đóng luôn thì ngày có nghĩa là ngày hôm trước ngày hôm sau các chị yêu có thể nhận được luôn. Nhưng mà tùy theo địa điểm. Có những chị yêu là phải 2-3 ngày mới nhận được. Đấy ạ, tùy ạ. Chứ nhà em Nga là hàng sẵn nhá các chị yêu nhá. Bởi vì bây giờ mà biên tắc nếu mà hàng không sẵn mà dám đứng lên đây like cho các chị yêu như thế này thì đến chờ đến biên mà nó về nó thông thì đến bao giờ mới có hàng cho các chị yêu. Nên đương nhiên những hàng em like, em nên like là chắc chắn những hàng nào em nên like em chốt cho các chị yêu là chắc chắn có hàng ạ. À. Và là hàng sẵn các chị yêu nhá, lưu ý hộ em. Đấy ạ, à, cho nên các chị yêu yên mua nhà em Nga là yên tâm nhá. Mua nhà em Nga là yên tâm, hàng là có sẵn số lượng cho các chị yêu ạ. À. Và đương nhiên là em chốt là có hàng các chị yêu. Còn nếu mã nào mà hết quyết size này báo quyết size các chị yêu nhá. Nên các chị yêu yên tâm chốt ạ. Quần thì có size từ 25, 26, 27, 28, 29, 30. Dành cho các chị yêu đến 78, 79, 79 cân đổ về. Tính theo chiều cao 1m6 em chốt đơn. Còn áo em đang mặc có mức giá là 299.000. Em đang mặc phiên bản này là màu trắng nhá. Đấy ạ. Nên là chị Bảo An yên tâm luôn ạ. Chị Bích Nọc một áo màu nâu. Ok chị Bích Nọc một quần M1. Chị Bích Ngọc ơi, quần của nhà em Nga có màu đen và màu xanh thôi ạ. À. Còn áo thì em mới có màu nâu là M2 ạ. À. Áo 299.000 là M2 nhá. Màu nâu chị đang nói áo này là M2 chị Bích Ngọc ơi. Chị có comment nhầm mã không ạ? À? Chị Út Thạch là còn quần ôm đứng có 3 khuy dưới ống chân không? Em còn chị Út Thạch ơi. Quần đấy em còn nhá. Đây, em bật quần màu xanh đi em. Ok chị Loan Nghi chờ em một chút xíu. Em có áo phao lông vũ không? Áo phao lông vũ nhà em rất nhiều luôn. Em nói thật, áo phao lông vũ em phải nhập từ trước đó. Nhưng các chị yêu thấy không ạ? Đợt này nó chưa em chưa lạnh lắm ấy. Cho nên là em lười em không mặc đấy. Các chị yêu vào trong quay fanpage nhà em Nga ấy, các chị yêu sẽ thấy em up rất là nhiều. Em cũng đăng rất là nhiều. Em quay video cũng rất là nhiều rồi. Nhưng mà em lười em không mặc thôi. Đấy ạ, chứ còn đương nhiên những cái đồ đấy nhà em Nga là phải dự trữ. Chứ còn bây giờ biên tắc lấy đâu ra về các chị yêu. Nên áo phao lông vũ ạ, áo phao là nhà em sẵn nhá các chị yêu nhá, sẵn là đồ nhà em sẵn là. Đấy à, cho nên các chị yêu yên tâm nhưng mà em lười nó nóng. Em nóng là em không chịu được, là em không lên. Đấy à, em cứ nóng các chị yêu cứ để ý mà hôm nay em mặc cái gì mà nó nóng các chị yêu thấy không? Em chỉ mặc phát là 3 giây sau, 3 phút sau là thôi chỉ muốn cởi ra luôn thôi. Đấy à, là các chị yêu lưu ý hộ em vậy. Đấy à, quần ống đứng 3 khuy đây chị Út Thạch ơi, chị lấy cái quần đấy có phải là quần này không? Em mặc áo đen đi. Ok chị yêu bây giờ em mặc áo đen đi ạ. À. Mặc quần đó màu xanh chị xem. Chị Út Thạch ơi, quần đó em mặc rồi. Quần đó em mặc rồi, chị xem lại cái like đấy hộ em đi chị Út Thạch. Tại vì là hoặc là tí nữa em mới lên được. Bởi vì em đang lên mẫu này mà các chị yêu bảo em lên mẫu khác là em chưa lên được luôn đâu. Cho nên nếu như mà các chị yêu, một là các chị yêu có thể xem vào cái like trước giúp em Nga là em đã mặc cái mẫu đấy rồi. Chị Út Thạch nhá, cái mẫu đấy em đã mặc ở đây rồi này. Là chị có thể vào ngay cái like này chị xem dùm em này. Đấy ha, chứ các chị yêu đừng bảo em đang lên mẫu này mà các chị yêu bảo em là sang cái mẫu kia thì là các chị ý là sẽ bị, các chị ý sẽ là đang xem cái này mà lại lên cái kia ấy. Đây, cái mẫu 3 khuy đây hôm trước em lên đây chị Út Thạch này. Chị xem ngay lại ở cái like này cho em Nga. Cái like này của em Nga nó là like ngày 14 tháng 11. Cái like này là like ngày 14 tháng 11 nhá chị Út Thạch nhá.
chị xem ngay đầu live giúp em Nga, kéo xuống là live ngày 14 tháng 11, em mặc ngay đầu live luôn. Nên nếu mà chị ưng rồi thì chị comment cho em Nga là quần bạc màu xanh cạc ba khuy live của ngày 14 tháng 11 là em chốt đơn đấy á. Nếu mà chị lấy cái mẫu đấy thì chị báo em comment cho em đúng cú pháp là em chốt đơn. Rồi bây giờ em sẽ mặc sang áo màu đen này ạ. Lấy quần màu nâu là live của hôm trước. À quần màu nâu live hôm trước, ok ạ. Quần màu nâu mã M1 hay là mã M3? Quần màu nâu em có hai mã, một mã baggy và một mã suông đứng. Chị lấy mã M1 em mặc đầu live hay là gì? Thì chụp ảnh comment vào. Đấy ạ, hôm nay live nó ẩn nên là em. Đây ạ, chị lấy mã này không ạ? Có phải chị lấy mã này không ạ? Chị Bích Lộc là lấy mã quần này đúng không ạ? Đây ạ, chị Bích Lộc là lấy quần này đúng không ạ? Chị Bích Lộc là lấy quần này đúng không ạ? Nếu chị lấy đúng quần này là mã M1 hộ em. Ghi hộ em là M1 màu nâu live của ngày. Live của ngày 16 tháng 11 ạ. Live của ngày 16 tháng 11 nhá chị yêu. Nếu mà đúng mẫu quần này thì chị ghi hộ em là màu nâu, quần màu nâu mã M1 live của ngày 16 tháng 11 là các bạn sẽ tự động chốt đơn cho chị yêu. Các bạn sẽ tìm size đấy ạ, và còn size của chị yêu là các bạn sẽ tự động chốt nhá. Đấy ạ. Các chị yêu thông cảm hộ em một chút xíu. Đấy, những cái mẫu này em live em qua rồi nên là nếu mà còn thời gian tí sau em sẽ chốt, à em sẽ mặc sau cho các chị yêu. Còn bây giờ các chị yêu sang cho em cái này. Bây giờ em sẽ mặc áo này màu đen các chị yêu nhá. Em mặc áo màu trắng này, bây giờ em sẽ mặc áo này màu đen đây ạ. Áo có mức giá là 299.000, còn quần em đang mặc có mức giá là 500.000 cho bạn màu đen. Chị yêu nào lấy thì chốt đơn cho em Nga nhá. Em mặc màu đen đi ạ. Màu đen đẹp quá luôn. Áo này màu đỏ, màu đen rất là đẹp. Màu áo này màu nâu cũng rất là đẹp ạ. Đấy ạ, các chị yêu lưu ý ghi hộ em mã như vậy nhá. Đây. Rồi ạ. Quần đấy ạ, quần đấy là bản màu đen là 520, à bản màu đen của cái dáng chị Út Thạch này, em trả lời cái quần của chị Út Thạch hỏi nhá. Cái quần chị Út Thạch ấy hỏi em Nga, đấy em trả lời từng cái các chị yêu đỡ nhầm ạ. Cái quần chị Út Thạch trả lời hỏi em Nga nó là quần suông đứng. Đấy ạ, cặp của nó là cặp chun có chữ Fendi ấy. Thì bản màu đen có giá là 520.000, bản màu xanh có giá là 550.000. Còn chị yêu nào mà vừa hỏi em Nga cái quần màu nâu ấy, dáng baggy mã M1 ấy, thì quần đấy có giá là 500.000. Còn cái mẫu quần em đang mặc ở đây nha các chị yêu. Đấy, rồi ạ. Nên tiếp cho em Nga cái áo này, xin cùng các chị, bản màu đen đấy ạ. Áo em đang mặc màu đen đấy ạ, 65 cân đổ về chút đơn, mông tơ ghi. Áo này ngày hôm nay có giá 299.000. Khỉ độc M1 màu nâu ạ. Ok ạ, M1 màu nâu. M1 các chị yêu ơi, M1 màu nâu là của live ngày 16 tháng 11 là các chị. Các chị yêu ơi, các chị yêu comment này là em loạn hết live lên này. Đấy, em bị loạn live rồi đấy các chị yêu. Chị Thì Độc lấy M1 màu nâu có phải live của ngày 16 tháng 11 không ạ? Đấy ạ, M1 có phải là quần baggy đúng không ạ? Màu nâu đúng không ạ? M1 màu nâu với quần baggy màu nâu đúng không ạ chị Thì Độc? Áo em đang mặc là 299.000, áo em đang mặc là áo mông tơ ghi. À, phối lụa là chị yêu nhá, áo mông tơ ghi phối lụa. Lấy chị quần đó nhưng chị không biết mặc size gì chị Út Thạch. Cho em chiều cao cân nặng lại đi ạ. Chị Út Thạch là chiều cao cân nặng bao nhiêu ạ? Lấy cho chị quần xanh, chị cao 1m60 nặng 67 cân. Cao 1m60 nặng 67 cân, chị phải mặc quần cho em size 19 rồi chị Út Thạch ạ. Mặc cho em quần size 19 nhá. Thấy ạ, mặc cho em quần size 19 chị Út Thạch ạ. Chị Hoa Mặt Trời giày em đang đi có giá là 620.000, áo em đang mặc là mông tơ ghi. Áo em đang mặc là bản màu đen đây ạ. M1 nay ngày 16 màu nâu của chị Bích Lộc. Ok ạ. Đấy các chị yêu comment đúng như vậy cho em nha. Nếu các chị yêu lấy khác mã, khác ngày của nhà em nha, các chị yêu phải comment đấy ạ, cái mã đấy là mã M bao nhiêu và line nào thì em mới chốt được nhá. Đấy ạ. Ok chị Bích Lộc em chốt rồi ạ. Đấy ạ, nên chị Thì Độc là chị lấy M, chị lấy thì chị comment lại hộ em nhá, bởi vì chị đang comment M1 màu nâu mà quần em line ngày hôm nay là không có màu nâu. Đấy ạ. Cho nên các chị yêu phải comment cho em đúng em mới chốt được đơn. Đây quần này đẹp lắm luôn đây ạ. Các chị yêu ngắm cho em quần bản màu đen này. Trời ơi cái quần này không gọi là đẹp. Chất này các chị yêu, quan trọng nhất là cái chất nhá các chị yêu ơi. Cái chất này. Đấy ạ, cái chất này nó co giãn nó siêu sướng luôn các chị yêu. Cái quần phiên bản mới của năm 2023 cái chất liệu của nó càng ngày cái chất liệu jean của nó càng sướng các chị yêu.
form sướng rất là đẹp, hách dáng vô cùng. Đấy, em đang mặc cả một cây như này, chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt. Quần của em Nga bản màu đen giá là 500.000, đủ size 25, 26, 27, 28, 29, 30 dành cho các chị yêu 78, 79 cân đổ về em chốt đơn. Áo em đang mặc là M2, mức giá cho em Nga là 299.000 nhá. Chị yêu nào lấy áo này thì nhanh tay chốt đơn ạ. Áo 65 cân đổ về em chốt đơn 299.000. Đấy ạ, nên chị yêu nào lấy thì cứ comment cho em Nga. Đấy ạ, bên Nga bên em có quần, có quần jean cao cấp không em? Em đang mặc quần jean cao cấp đây chị Vương Thị Kỳ. Em đang mặc quần này, tất cả quần của em, quần em đang bán cho các chị yêu đều là quần jean cao cấp hết. Đấy ạ, nhưng mà các chị yêu mua nhà em Nga mới có giá này, còn các chị yêu mua nơi khác không có giá này. Cho nên nhiều chị yêu hay mua những cái quần này này giá cao hơn rất là nhiều. Nên khi các chị yêu mua nhà em Nga cứ nghĩ quần này của nhà em Nga không phải hàng cao cấp, nhưng quần này của em Nga chính là hàng cao cấp đấy ạ. Các chị yêu mua ở ngoài hàng, nếu như nhiều chị yêu mua những quần này ngoài hàng này, thì các chị yêu có những chị yêu bảo em là chị đã từng mua những quần này là 780.000, 750.000. Còn những chị yêu là mua nhiều chị yêu mua 680 nhá, 690 cái quần như thế này. Em bán cho các chị yêu chỉ có 500.000 cho bản đen và bản xanh chỉ có giá là 530.000 thôi. Áo là 299.000 ạ. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn nhá. Rồi ạ, chị mua một áo phao lông vũ màu tím than size S. Chị cao 1m56, nặng 54 cân, số máy. Ok chị Nhuận Trần Bích. Ok chị Nhuận Trần Bích ạ. Ngày mai chị chấm inbox vào trong trang của em đi ạ. Vì áo phao lông vũ màu xanh than, áo phao lông vũ nhà em có Nga có rất là nhiều. Đấy ạ, rất là nhiều mẫu. Nên là chị lấy áo phao lông vũ chị lấy màu xanh than. Thì comment cho em cái mẫu nhá chị. Chị Trần Nhân Bích vào đấy ạ. Chị là giáo viên được miễn phí ship hàng em. Đúng rồi, hôm nay chị mua ngày hôm nay là được miễn phí ship. Đúng rồi ạ, hôm nay chị mua đấy ạ, và chị inbox vào trong trang đấy ạ. Nếu như mà bình thường cái địa chỉ của chị yêu là các bạn hay gửi cho chị yêu là địa chỉ về trường ấy, thì các bạn ấy sẽ tự lên đơn là free ship. Còn nếu như mà địa chỉ của các chị yêu mà đợt trước đang đi không phải là trường nhá, thì chị nhờ cho em cái thông tin của chị yêu vào trong đấy để các bạn ấy xác minh là đúng thực chất chị là giáo viên, rồi các bạn sẽ free ship ạ. Đấy ạ, quần em đang mặc là mã M1 chị Ngọc Đảm nhá. Sao không vào inbox được nhỉ chị Minh Vi ơi? Chị Minh Vi sao không vào được inbox đấy, chị chấm vào trong trang của em với ạ. Chị Lê Diệp 1M1 màu xanh em chốt đơn ạ. Nhìn quần này có ôm hơn quần chữ X hôm trước không em ạ? Không ạ, như nhau nhé chị Thanh Vân, y như nhau luôn, hai dáng y xì như nhau, nó chỉ khác nhau ở bản cạp thôi. Hai dáng y như nhau, khác nhau mỗi bản cạp đây ạ. Các chị yêu nào em rơi cho các chị yêu nha. Cái bản mà hôm trước các chị yêu em lên cho các chị yêu đây. Các chị yêu hôm trước các chị yêu em lên cho các chị yêu bản. Cái bản hôm trước là bản chữ X như thế này. Màu em đang cầm ở đây nó là màu đen khói nha các chị yêu nhá. Đây, cái bản hôm trước em lên cho các chị yêu là màu đen khói này. Và cái bản em đang mặc ở đây nó là bản đen. Đây, nó chỉ khác nhau ở phần cạp thôi. Còn cạp của nó đều là cạp 2Q. Chất liệu của nó thì siêu đỉnh luôn, nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn. Quần em đang mặc có mức giá là 500.000 cho bản màu đen, chị yêu nào lấy nhanh nhất chốt đơn. Áo 299.000. Ngọc Đản M2 màu đen. Ok ạ. M1 size 30. M1 size 30. Ok cho chị Ngọc Đản ạ. M1 lấy màu chị hỏi thôi sao chị Ngọc Đản là lấy. Chị Ngọc Đản ơi, áo thì 65 cân nhưng mà M1 chị Ngọc Đản là chiều cao cân nặng bao nhiêu đấy ạ? Chị Ngọc Đản là 68 cân á, 68 cân chỉ mặc quần này size 18 thôi. Chị Ngọc Đản ơi, nhưng mà áo thì em chỉ có 65 cân thôi. Áo này chị có lấy cho người bao nhiêu không ạ? Đúng rồi, chị vừa mua shop 780.000 đó Nga. Trời ơi chị Thu Thúy. Chị ơi đấy, khách nhà em Nga vừa bảo mua cái quần những cái dòng như thế này là 780.000. Các chị yêu thấy không ạ? Em nói rồi, em nói thật sự luôn, quần của em Nga là quần jean cao cấp nhá. Các chị mua những quần này ở nơi khác, em nói thật sự. Bởi vì em biết, bởi vì các chị yêu biết vì sao có rất nhiều shop ấy. Bởi vì bọn em là lấy, bọn em nhập ấy là nhập tận nơi. Bọn em nhập là không qua trung gian, cho nên là thường giá của bọn em vào ấy thì nhiều mã tốt hơn. Tại vì em thì em không nói hay được là tất cả những mã nào em cũng đều tốt. Nói chung là, nhưng mà những cái dòng về như bọn em làm số lượng lớn như thế này này, và bọn em là bán với số lượng lớn và nhập như thế này, thì bao giờ bọn em cũng phải tìm đúng cái nơi mà là gốc, không qua trung gian, để cái giá được tốt nhất. Còn các chị yêu nhiều nơi, các chị yêu biết không ạ, người ta phải nhập qua trung gian, đúng không ạ? Thì người ta đến tay các chị yêu, người ta bán cho các chị yêu 780.000 là chuyện là chắc chắn luôn, là chắc chắn luôn ạ. Bởi vì em biết là cái quần này của nhà em Nga nhá, em bán cho các chị yêu là 500.000 cái quần này. Em biết có người ta bán giá xỉ nhá cho các chị yêu nhá. Giá xỉ quần này các chị yêu biết là người ta bán giá xỉ nó bao nhiêu không ạ? 470.000 hay 480.000. Em nói thật sự, em bán cho các chị yêu là 500.000 cái quần bản này màu đen đúng không ạ? Mà em biết là giá xỉ của người ta đang ra cái quần này cho các chị yêu đấy ạ, là 470.000 hay 480.000 một cái quần này, là mua xỉ các chị yêu, không phải là mua lẻ như các chị yêu đâu nhá. Mà
rồi. Các chị yêu mua ở bên ngoài nữa, các chị yêu lại qua nữa thì chắc chắn là các chị yêu phải mua 780.000 là cái chắc chắn luôn ạ. Bởi vì người ta mua xỉ, người ta phải mua theo duy. Đấy ạ, người ta không được mua lẻ như các chị yêu. Nên là các chị yêu mua quần này nhà em Nga, các chị yêu yên tâm luôn, không phải suy nghĩ về giá. Chị yêu nào mà đã mua những quần này nhà em Nga sau khi mua xong rồi là nghiện đấy ạ. Là các chị yêu cực kỳ yên tâm về mua quần, vì đây nó là thương hiệu của nhà em Nga rồi. Những cái dòng này em về số lượng lớn, em đứng em chốt đầu like cho các chị yêu thoải mái như thế này là các chị yêu biết rồi, nó là thương hiệu của nhà em Nga rồi. Nên chị yêu là lấy chốt đơn đấy ạ. Vì chỉ có dáng đẹp, kiểu dáng đẹp em mới chốt như thế này thôi đấy ạ. Nên các chị yêu lấy đi chốt đơn nhá. Ok, chị Hà Lộc cho chị một quần M1 màu đen 65 cân. 65 cân em có size ạ, cho em thêm chiều cao chị Hà Lộc nhá. Cho em thêm chiều cao ạ, nếu như mà chiều cao của chị 65 cân, nếu mà chị cao khoảng tầm 1m55-56 thì chị lấy quần này cho em size 28 á. Đấy á, cho chị một quần đen khói em nhé. Ok, chị Hương Thị Kỵ một quần đen khói. Quần đen khói này thì nên cho em Nga là mã M3 nhá. Quần đen khói này của nhà em Nga có giá là 550.000. Quần đen khói này thì là 550.000, quần em đang mặc màu đen là 500.000. Đen khói thì là 550.000, bạt màu xanh kia em đang mặc là 530.000. Đấy á, áo em đang mặc là 299.000. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn nhé, comment cho em đúng cú pháp để chốt đơn. Quần em đang mặc là M1 bản màu đen 500.000. Đấy á, cạp của nó là cạp chữ Miu như thế này dùm em Nga. Đấy á, bản màu xanh cũng có cạp Miu như thế này cho em Nga là 530.000. Đấy, khách nhà em Nga mua 780.000 nhá. Các chị yêu vừa nhìn, nếu mà chị yêu nào có vừa nhìn thấy đúng comment đúng không ạ? Đấy á, comment nhà em Nga đây. Ngọc Đảng 66 cân. Chị Ngọc Đảng 66 cân. 1m62. Chị Ngọc Đảng ta 1m62 à? 1m62 đằng 66 cân thì mặc quần này cho chị size 28. Quần này size 28. Áo thì hơi 50-50 chị Ngọc Đảng ạ. Áo chị mặc là chất liệu mông tư ghi. Áo em mặc là chất liệu mông tư ghi ạ. Chị Út Thạch lấy cho chị quần xanh cao 1m60. Ok rồi ạ. Comment nó chưa, nó không bị trôi luôn ạ. Comment nó không đẩy luôn này. Ôi, comment em nó không đẩy luôn cơ các chị yêu ạ. Chờ em đi xíu nhé. Đấy, em cũng đọc được comment nữa cơ. Hôm nay nó bị lỗi hệ thống là em cũng đọc được comment luôn. Chị Hà Lộc lấy M1 màu đen 65 cân. Chị Hà Lộc lấy M1 màu đen thì cho em thêm chiều cao luôn nhá, để em mới chốt được đơn. Rồi, bây giờ em sẽ sang mã tiếp theo. Em sang màu tiếp theo đây. Áo em đang mặc là màu đen. Quần em sẽ mặc sang bản màu xanh bây giờ đấy ạ. Bây giờ em sẽ mặc sang quần bản màu xanh nhá. Cái quần này nó có kèm theo thắt lưng, chị yêu nào lấy chốt đơn. Khách nhà em mua đấy, vừa nói xong là quần này mua chị mua 780.000. Đấy không các chị yêu. Em bán quần cho các chị yêu bao nhiêu ạ? Có 500.000 bản màu đen, 530.000 cho bản màu xanh. 1m59 65 cân. 1m59 65 cân thì nên lấy cho chị quần này. Eo của chị bao nhiêu, eo mông bao nhiêu? Chị mặc cho em thoải mái thì chị nên lấy quần này cho em size 28 đi ạ. Chị bảo lấy cho chị xe 30 đi. Không, 28 thôi chị Ngọc Đảng ơi, 28 thôi ạ. Chị Ngọc Đảng ơi, chị lấy 28 thôi, 30 chị không mặc được đâu ạ. Quần nhà em Nga nó là quần cao cấp, quần này nhà em Nga là quần chuẩn form lắm luôn. Nên là chị yên tâm nhá. Quần này nhà em Nga ấy, đây em Nga này, em Nga cao 1m54, nặng 55 cân hơn. Eo của em Nga nhé, đây cho chị yêu là khách mới. Chị Thanh Tâm Ngô quần áo đang mặc. Quần của em Nga các chị yêu comment cho em đúng cú pháp đi, em đo eo cho các chị yêu yên tâm này. Những chị yêu là khách mới lần đầu tiên mua nhà em Nga nhé. Chị Thanh Tâm Ngô lấy thì chốt lại. Chị yêu nào lấy gì thì comment lại dùng em nha. Đây, các chị yêu nhìn eo cho em Nga này, eo em đây ạ. Em đo eo ở phía trên này nhá các chị yêu, eo đây. Các chị yêu nhìn thấy eo bao nhiêu rồi, 7 mấy rồi đấy ạ, 77 rồi đúng không ạ? Đấy ạ, eo em Nga bình thường là 75-76 mà. Đây ạ, em kéo quần như thế này là 77 nhá các chị yêu nhá. Đây, em đo đúng vòng eo này. Các chị yêu nhìn rõ nhá, em không có làm thước ảo đâu nhá các chị yêu nhá. Đây, đúng vòng eo cho em Nga. Đây ạ. Đây ạ, từ số đây ạ, số 1 này đến số này eo của em Nga đúng 75-76 chưa ạ? Đấy ạ, em trừ cái hao cái quần đi là 75-76 nhá, vòng mông của em Nga đây. Em nói luôn là các chị yêu yên tâm luôn. Nên là các chị yêu mặc quần này như em Nga không phải nghĩ luôn, mông em đây ạ. Mông em đây nhá các chị yêu, mông 96 này. Các chị yêu nhìn thấy mông 96 chưa ạ? Mông em là bình thường 95-96. Cho nên là các chị yêu yên tâm về cái quần này nhà em Nga. Cho nên em cao 1m54, em nặng 55 cân. Đấy ạ, em là đang mặc baggy và em đang mặc quần này chuẩn size 25 luôn. Nên là đây ạ, em đang mặc quần này chuẩn size 25 nhá. Đây, em mặc có 25 này. Nhà em bán quần xịn chứ em không bán cái quần mà các chị yêu phải tăng size cân lên đâu. Nên các chị yêu cứ yên tâm. Đấy ạ, nên chị là 67 cân. Chị là 60... to cho chị size 9. Chị thích mặc rộng nhiều như thế, em chỉ sợ chị mặc rộng nhiều chị sẽ mặc sẽ bị thùng ấy.
chị không mặc, nếu mà chị mặc 29 là chị không mặc ôm như em đâu đâu nha, là chị mặc thụng hẳn luôn đấy. Chị mặc là quần cảm giác chị không dùng đến độ co giãn của chiếc quần đâu, em nói luôn nha. Thấy ạ? Cho nên là em không biết là phong cách chị mặc quần như thế nào, nhưng mà nếu như mà chị mà mặc quần 29, vì chị có 65 cân thôi mà chị mặc quần 29 là chị nhảy 2 size. Mà đã nhảy 2 size là chắc chắn quần đấy chị mặc là nó không ôm vào đùi như em Nga đâu nha. Không ôm hẳn vào đùi đâu, mà rộng nhiều đấy ạ. Chị Nguyễn Lê Thủy M158 55 cân. Ok ạ, 1m58 55 cân thì thấy quần này cho em size 25 cũng được ạ. Nếu như vòng eo của các chị yêu là 75, mặc như em Nga thì chị lấy 25. Co giãn thì 26 Nga nhé. Ok chị Vương Thị Kỵ, quần màu quần M3 size 26 cho chị Vương Thị Kỵ ạ. Chị Ngọc Đán ok chị là gì nhỉ? Chị lấy 29 nhé, mông to. Chị Ngọc Đán ok, ok chị có nghĩa là chị Ngọc Đán là lấy theo size em tư vấn là 28 đúng chị Ngọc Đán. Quần của nhà em Nga đều co giãn các chị yêu nhé, quần em có co giãn ạ. Đấy ạ, chị Ngọc Đán là ok size 28 đúng không? Nếu mà ok size 28 thì chị báo lại em nhé. Đấy ạ, vì quần của em Nga các chị yêu yên tâm luôn đi. Đấy, quần nhà em 90 phân, màu em đang mặc này, màu xanh đẹp không các chị? Đấy ạ, đủ size, quần này của nhà em Nga đủ size 25, 26, 27, 28, 29, bao vừa hết 30 nữa ạ. Quần này em về được tận 30. Quần này em về đến tận 30 các chị ạ. Quần này nó có kèm theo cái lơ nhá. Cái lơ này nếu mà các chị yêu thích này, các chị yêu có thể thắt lơ cho em Nga. Đây. Cái lơ này các chị yêu tùy, các chị yêu thích này, các chị yêu có thể dùng. Đấy, thắt cái lơ này vào đây cho em Nga, nhưng mà em thì thường là em không tận dụng nó. Đấy, cái lơ này thì nó là vật trang trí thôi. Các chị yêu có thể cài thêm cái lơ vào đây cho em Nga. Nếu như các chị yêu nào thích mặc này, các chị yêu thích sơ vin, thêm một cái lơ điệu điệu thì các chị yêu thắt vào đây cho em Nga như thế này. Đó, rất là đẹp luôn cho em Nga. Còn nếu không, các chị yêu có thể dùng cái lơ này mix match cho em với những cái áo sơ mi của các chị yêu. Đấy, kèm thành cái lơ cho em Nga nhá. Đấy, cái quần này nhà em Nga đi đơn là đều có kèm nơ. Đấy, nhưng mà khi em mặc lên cho các chị yêu là em bỏ cái dây nơ này ra. Đấy, dây nơ nụa này nha ra nhá các chị yêu nhá. Rất là đẹp. Chị Hà Lộc lấy chị Ngọc Đản. Chị Ngọc Đản là lấy 28 hay là 29 thì báo lại em ạ. Chị Trần Phương một cho chị mã M1 cao 1m63 mà nặng 60 kg. Cho em thêm màu đi chị Trần Phương ơi. Chị Trần Phương cao 1m63 nặng 60 cân thì mặc quần này cho em size 27 26 thôi chị Trần Phương ạ. Cho em thêm cân nặng đi. Em lấy size 29. Ok chị Ngọc Đản lấy 29 á. Cho em thêm màu đi chị Ngọc chị Trần Phương nhá. Đấy, quần của nhà em Nga là mã M1 ạ. Quần em đang mặc là mã M1, bản em đang mặc là bản màu xanh. Đẹp không các chị? Jean mềm, các chị yêu sờ này. Các chị yêu sờ cái chất jean cho em Nga này, nó co giãn nó mềm. Quần này của em Nga nó là mẫu 2023 đấy các chị không? Em Nga riêng bởi vì hàng bao giờ em cũng đi trước mẫu. Đấy ạ. Tức là người ta là về những cái mẫu kia người ta bán cho các chị yêu, chứ còn em là đang về mẫu là năm 2023 rồi. Những cái dòng như thế này này, đấy là em về trước mẫu rồi, cho nên các chị yêu sẽ thấy á, mẫu này khi mà nhà em bán ra như này mấy nữa các chị yêu mới thấy trên thị trường là ra những cái mẫu như thế này. Đấy, các chị yêu mới thấy nó tràn lan. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn nhá. Comment cho em đúng cú pháp để em chốt đơn. Đấy ạ, dáng quần cạp hai khuy bản màu xanh siêu đẹp luôn. Em đang mặc màu này là size 25 nhá, 25 dưới 55 cân, size 26 dưới 60 cân. Dưới 59 60 cân, size 27 dưới 64 65 cân, size 28 dưới 69 70 cân. Size 29 dành cho các chị yêu dưới 74 75 cân và size 30 dành cho các chị yêu dưới 69 70 cân. Tính theo chiều cao 1m6 các chị yêu mặc bao đẹp cho em chiếc quần này. Mức giá cho em quần này chỉ có giá là 530.000 cho bản màu xanh ạ. Đen là 500.000, bản màu xanh em đang mặc là 530.000. Áo em đang mặc là M2. Áo em có màu đỏ, em vừa mặc màu đỏ này. Em vừa mặc màu trắng và đây em mặc màu đen. Áo là 65 cân đổ về em chốt đơn. Mức giá cho em là 299.000. Em chị Ngọc Đảm nó chốt được quần thôi chứ áo thì xong rồi. Em lấy quần màu xanh nhé chị M2. Ok chị Ngọc Đảm màu xanh size 9 ok em. Màu xanh là M1. Quần là M1 các chị yêu ơi, áo là M2 các chị yêu nha. Quần là M1, áo là M2 các chị yêu ơi, đừng comment nhầm các chị yêu ơi. Các chị yêu comment đang bị loạn đấy. Rồi ạ. Áo em đang mặc nhá là em đang mặc bản màu đen này. Chị yêu nào lấy chốt đơn. Áo này đẹp chưa các chị? Quá đẹp, quá rẻ luôn ạ. 299.000 cho áo. Áo là M2 ạ. Quần là M1 ạ. Chị yêu nào lấy thì chốt đơn. Chị mặc quần màu đen đi ạ. Em vừa mặc quần màu đen đầu lai xong chị Lê Hồng ơi, đây. Màu đen đây ạ. Màu đen đây chị yêu nhá. Em vừa mặc đầu lai luôn này. Đây ạ, màu đen đây chị yêu nhá. Em vừa mặc đầu lai xong em vừa tháo quần ra xong. Đây ạ. Đây là bản màu đen đây ạ. Các chị yêu có thể so sánh đây ạ. Bản màu đen em mặc nhá. Đây. Đây là bản màu đen em mặc đầu lai đây. Các chị yêu có thể so sánh cho em Nga. Quần này không phải nghĩ luôn. Quần này màu gì cho em cũng đẹp. Em nói thật sự quần của năm 2023 em về cho các chị yêu đầu tiên với số lượng thì các chị yêu màu gì cho em cũng đẹp ạ. Chị Ngân Quỳnh Ngân mã M1 màu xanh, cao 1m53 nặng 53 cân chuẩn size 25 luôn ạ. Bạn hủy đơn cho mình M1 nhé. Mình 46 cân cao 1m58 mặc sợ hơi rộng. Ok chị Lạc Thị Nghiên ạ, bỏ quần ạ. Rồi ạ, chị Lam, chị Ngân Quỳnh Ngân
chị Lại Thị Niên mà nếu mà chị 46 cân thì nên lấy cho em cái quần dáng ôm đứng ấy. Chị Lại Thị Niên là chị lấy quần dáng ôm đứng cho em nha. Size 26 là chị mặc đẹp luôn. Size 25 hay 26 là chị mặc được luôn. Chị Ngọc Đàn áo M2 màu đen, quần M1 màu xanh ok rồi ạ. Chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt nha. Rồi, em show Vin cái bản màu xanh để các chị yêu nhìn rõ càng này. Sau đó thì em mặc lên cái áo màu khác này. Đây ạ. Quần của em Nga là bản màu xanh có mức giá là 530.000 cho mã M1 nhá, áo là M2. Quá đẹp luôn. Hôm nay cái hệ thống chốt nó hơi buồn tí xíu nên em chốt nó hơi bị chậm. Đây ạ. Không nhìn thấy không nhìn thấy comment các chị yêu luôn. Tại vì nhà em Nga là khách cũ không gọi điện chốt đơn. Đấy ạ, cho nên là các chị yêu thông cảm của em chỉ chốt đơn cho khách mới thôi. Chỉ gọi chốt đơn cho khách mới thôi ạ. Cho nên là em đi chậm một chút xíu nhưng mà nhà em Nga không phải xử lý ở phía sau nhiều. Rồi ạ, chị Lưu Liễu một quần màu đen, cao 1m50 nặng 55 cân size 16 cho chị Lưu Liễu một quần màu đen M1 này. Ok ạ, có nhìn thấy không? Chị Lưu Liễu một quần size 16 màu đen, ok ạ. Một quần 26 màu đen cho chị Lưu Liễu này. Đấy ạ. À, dáng ôm đứng như bạn vừa báo ý, chị Lại Thị Niên dáng quần ôm đứng, chị mặc vậy mặc quần jean ôm đứng được không? Chị Út Thạch chị mặc vậy mặc quần jean ôm đứng được không là như thế nào nhỉ? Em chưa hiểu câu hỏi của chị Út Thạch. Dáng ôm đứng như bạn vừa báo ý, chị Lại Thị Niên dáng ôm đứng như chị vừa bảo. Cái mẫu dáng ôm đứng quần hả? Cái quần ôm đứng à, cái mẫu này là còn sót à? À đây cái bản này mà chị hát không, cái bản mà bản ba khuy cơ. Hả? Đây em đang cầm được cái bản này nhá. Cái bản ôm đứng kia thì nó gần giống như cái ôm này, nhưng mà em đang cầm được cái bản này nhá. Cái bản này thì em đang cầm là bản size 26 màu xanh này. Nếu mà chị Đại Thị Liên mà lấy cao 1m58 mà nặng 46 cân à? Cao 1m58 nặng 46 cân thì mặc quần này cho em size eo vòng bao nhiêu chị Ngọc Đản nhỉ? Eo vòng chị bao nhiêu? Eo của chị khoảng tầm bao nhiêu? Nếu mà eo khoảng tầm bao nhiêu? Cho em thêm vòng eo đi. Nếu mà eo nhỏ thì chị có thể mặc quần này cho em size 5 nhưng mà em sợ 25 hết. Chị lấy sang cho em cái mã kia thì còn. Cái mã mà từ nãy anh dơ ấy, chị xem lại like hộp em vào ngày 10/14 ấy. Đấy ạ, nên rồi. Chị yêu nào lấy quần em đang mặc thì chốt đơn nhá. Shop chân gì ạ? Chân đôi, chị mặc quần ôm đứng hợp không? À, cái hợp này thì em không biết được. Cái hợp này hay không ấy thì lại phải do tùy cơ. Ví dụ như là em đã gặp các chị yêu rồi. Em đã gặp các chị yêu rồi. Thứ hai là em biết phong cách của các chị yêu rồi thì em mới biết được là các chị yêu mặc nó có hợp hay không. Còn như thế này này, còn dáng quần ôm đứng ấy thì bản chất quần ôm đứng là cái quần mà nó không phải là quần 90 phân, mà cái quần đấy nó chỉ là rơi vào khoảng tầm 85-86 phân thôi chị Út Thạch nhá. Cái quần đấy nó chỉ rơi vào tầm 85-86 phân mà chị Út Thạch là cao 1m62-63 đúng không? Em nhớ không lầm là chị cao 1m62-63 thì chị xác nhận luôn cho em cái quần đấy là chị mặc kiểu phong cách kiểu mình mặc chơi á, mặc chơi cho em nha. Cái quần đấy nó là 85 phân cho nên phong cách mặc của nó là mặc chơi. Có nghĩa là chị mặc nó sẽ thành hơi nơn nỡ. Nó 85-86 phân nên chị mặc nó sẽ chê mắt cá chân và mặc chơi dùm cho em Nga. Đấy ạ, mix quần lên cho em Nga nhá, kiểu mặc chơi. Đấy ạ, mặc chơi cho em Nga. Đấy ạ, chứ nó không phải là dài 90 phân cho nên chị mặc nó sẽ chê mắt cá chân. Và mình mặc kiểu nó trông chơi và phong cách. Nó chơi, nó phong cách. Chứ còn em không, nó cá tính. Đấy ạ, nó lạ. Chứ còn để mà nói nó hợp hay không thì em cũng chưa biết là chị đã từng mặc những cái dòng đấy bao giờ chưa. Và em cũng chưa biết được là phong cách của chị là phong cách, ví dụ có những chị là phong cách truyền thống. Đấy, có những chị là phong cách truyền thống có nghĩa là các chị gần như là các chị hay mặc baggy là các chị cứ lấy baggy thôi. Các chị mặc màu đen là các chị cứ lấy màu đen thôi. Chứ không phải là cái phong cách nhiều chị yêu là cái phong cách cá tính, phong cách thích kiểu là thích mới và thích cảm giác là nó cái gì nó lạ. Giống như em ấy, là cái gì nó lạ là em thích. Đấy ạ, cái gì nó độc là em thích, chứ em không thích đụng hàng. Đấy ạ, là cứ lạ với lại độc là em thích. Đấy ạ, cho nên là em rất thích những cái kiểu như thế. Đấy ạ, cho nếu như người chị yêu là cái người mà thích phong cách và thích thay đổi. Đấy ạ, và thích cái mới, cái lạ, cái độc. Đấy ạ,
và cảm giác là mình thiên hướng cái đấy thì chị có thể mặc cho em cái kiểu đấy. Đấy ạ, thì cái đấy thì mình lựa chọn nhá, chứ còn để hợp hay không thì em cũng biết được. Đấy ạ, vì cá tính của mỗi người, sở thích của mỗi người là khác nhau. Đấy ạ, ví dụ như em đang mặc như này em nói là đẹp đúng không? Đấy ạ, em nói là đẹp. Nhưng mà đẹp đấy là cái con mắt thẩm mỹ của em, nhưng mà với con mắt thẩm mỹ của một số người thì các chị ý bảo là không, chị quen mặc với quần là quần vẩy cơ chẳng hạn. Thì chị thích quần vẩy chị mới thấy là chị mặc đẹp. Còn quần baggy chị không mặc là đẹp. Thì đấy, đấy là phong cách các chị yêu. Chị Bích Thảo mờ một màu xanh 1058 nó ta. Ok ạ. Gửi set váy tối cho tối cho chị nha, màu xanh cốm đó. Dạ vâng, ok chị Gia Quý á. Bị ngắn rồi thôi đổi nặng. Chốt cho chị M1 quần màu xanh. Ok chị Út Thạch là chốt M1 mã này đúng chị Út Thạch. Ok chị yêu ạ. Chị Bích Hảo M1 chị Bích Hảo là cao 1m58 53 cân, quần này size 25 cho chị Bích Hảo này. Quần em đang mặc là mã M1 nhá các chị yêu nhá. Bản em đang mặc là bản xanh, đẹp không các chị? Quần này đẹp quá. Cái dáng này em nói thật sự, người em Nga là người nói thật sự, cái quần nó không đẹp ý. Chị các chị yêu để ý nhá. Dáng em Nga mặc quần đấy mà các chị yêu nhìn này. Cái quần em mặc lên này, em mặc mông em tận 95-96 đấy nhá, nhưng mà các chị yêu nhìn cái quần em mặc lên này, eo ra eo này, mông ra mông này, đấy ạ, đùi này, các chị yêu nhìn cái quần nó đẹp ấy, là nó lên dáng, mà người em Nga là người không phải là người chuẩn, em không phải là người mẫu, em là mẫu vừa thôi, cho nên khi các chị yêu nhìn cái quần đẹp, các chị yêu nhìn thấy dáng em mặc là các chị yêu thích nó luôn. Chân này nó thẳng tắp luôn này, đấy ạ, hách dáng vô cùng đẹp ngất ngây. Cạp của nó là cạp 2Q dáng cao, nói chung quần này không có một điểm gì chê luôn. Mẫu mới năm 2023. Đấy ạ, M1 màu xanh mức giá 530.000. Các chị cũng không phải nghĩ quần này luôn ạ. Đấy ạ, màu của nó cực đẹp mà chân jean này. Trời ơi, các chị yêu dè về, các chị yêu cầm nhá. Nó mềm sụn. Nó mềm sụn luôn các chị yêu, cái quần này. Nó mềm sụn luôn, sướng là mặc, mặc cảm giác nó như không mặc thì các chị yêu. Trong Nam ngoài Bắc mọi miền Tổ quốc các chị yêu đừng thích cho em nha. Riêng mua những quần jean mới của năm 2023 nhà em Nga vừa về các mẫu nhá. Các chị yêu sẽ thấy mặc sướng vô cùng và sờ đến đâu sướng đến thấy, mặc đến đâu cảm nhận là nó mềm sụn nhá. Nhưng mà mềm không phải là mềm theo cái kiểu mềm mềm vớ vẩn đâu, mềm kiểu rẻ rẻ như hàng chợ đâu các chị nhá. Mà mềm này là mềm cho chị em mình mặc cảm giác này, đứng lên này, ngồi xuống này, hoạt động này. Các chị yêu có thể chạy nhảy cho em Nga với cái quần này, mà các chị yêu cảm giác là nó mặc như kiểu những cái quần trekking ôm vào cơ thể cho các chị yêu, nhưng mà mặc như không mặc luôn. Đấy mới gọi là những cái quần cao cấp, mà chất của nó rất đẹp, form của nó rất đẹp, cho nên những cái quần này mới là những cái quần đáng mua các chị yêu. Đấy ạ, không phải đơn giản đâu, mà những cái quần này mới là quần đáng mua, bởi vì chị em mình mặc đấy ạ, không ngại. Những chị yêu là hoạt động càng nhiều mà mặc lên những cái quần này cho em Nga cực kỳ thích. Đây các chị yêu nhìn cho em Nga, sướng vô cùng, cực kỳ thoải mái, cực kỳ dễ chịu. Các chị yêu hoạt động cái gì cũng được, chạy nhảy cho em Nga, làm gì cho em cũng được cái quần này. Mà form nó không mất form nhá các chị yêu nhá. Đấy các chị yêu nhìn thấy không ạ? Cái chất của nó mềm, mềm sụn luôn, sướng lắm luôn. Đấy ạ, nên chị yêu nào lấy chốt đơn ạ. Rồi ạ, áo em đang mặc có áo em đang mặc 65 cân đổ về em chốt đơn ạ. Mấy cái chị mua của nhà em size 28, vậy cái này 28 vừa không? Chị thích mặc ôm. Chị Út Thạch là 67 cân đúng không? À. Ui, chị 58 cân thôi á, chị Út Thạch có 58 cân thôi á. Sao chị vừa cho cân này 67 mà? Hay là hai Út Thạch? Hai chị khác nhau đúng không? À, chị Đồng Phát Xuân với đây chị Út Thạch là hai chị em ạ. Chị Thủy mở một màu xanh. À, chị Út Thạch là 67 cân thì mặc cho em quần này size 18 được. Chị Út Thạch ạ, chị vẫn mặc quần này cho em size 18 á. 1m60 mà đang 67 cân mặc cho em quần này 28. Chị vẫn mặc quần này cho em size 18. Chị Út Thạch chị mặc chuẩn hay em 28 luôn. Đấy, áo em đang mặc đây ạ, 65 cân đổ về. Áo em có màu như sau nha. Áo này màu đỏ nâu này. Áo này là màu đỏ này, màu đỏ đầu lai này, màu trắng này. Màu em đang mặc là màu đen nhá. Màu trắng em vừa mặc rồi, bây giờ em sẽ mặc sang áo này màu nâu nhá. Em sẽ mặc áo này màu nâu. Ai thích áo này màu đen chốt đơn đen. Bây giờ em sẽ mặc áo này màu nâu. Màu nâu này đẹp lắm ạ. Màu nâu này cái tông họa tiết này đẹp lắm. Bây giờ em sẽ mặc màu nâu nhá. Áo là 299.000, quần có mức giá là 530.000 cho bản màu xanh ạ. Chị yêu nào đấy chốt đơn. Vân Phan mở một hai cái đen xanh. Ok ạ. Anh cho con cái. Đúng. Còn đấy.
Rồi ạ, đây ạ. Áo đây ạ, áo M2 màu nâu này. Các chị yêu ơi, áo này đẹp chưa? Áo này 299.000. Trời, áo này màu này đẹp quá. Áo này có 299.000, màu đẹp quá. Màu của nó này, trời ơi. Cái áo màu này quá đẹp luôn các chị ạ. Màu đen cũng đẹp, màu đỏ cũng đẹp, màu em đang mặc nâu cũng rất đẹp luôn. Mà có 299.000 áo này. Áo này của em Nga là mông tư ghi các chị ạ. Phối lụa các chị yêu nhá, lụa của nó này. Các chị yêu nhìn cho em cái lụa này. Lụa tơ luôn, không bị nhăn nhầu, sướng vô cùng luôn. 65 cân đổ về em chốt đơn áo này. Chị yêu nào lấy thì cứ nhanh tay chốt đơn cho em Nga. Comment cho em đúng cú pháp để em chốt đơn. Đẹp, sang, xịn, màu nâu đây ạ. Ui, màu nâu này tây quá. Áo này màu nâu tây chưa các chị? Ôi, lạ vô cùng. Cái này nó có cái kiểu nơ các chị nhá. Các chị yêu buộc vào cho em Nga. Áo là M2, quần là M1 ạ. Chị yêu nào lấy thì chốt đơn cho em Nga. Comment cho em đúng cú pháp để em chốt đơn nhá. Mặc lại quần jean đứng màu xanh 86 phân chị giáo viên đúng. Đúng rồi chị Út Thạch ơi, đúng rồi ạ. M15 hôm qua kéo khóa còn không ạ? M15. Chị Đức Hải ơi, chị lấy M15 kéo khóa là chị lấy size gì đấy ạ? Nếu mà còn thì nhà em chốt cho chị. Giờ em không nhớ mã M15 nữa rồi. Em nhớ được mã M1 hôm qua chứ M15 ngày hôm qua là em không nhớ được luôn. M15 hôm qua kéo khóa là bộ nhung hay là bộ gì nhỉ? M15 hôm qua kéo khóa là bộ nhung hay là bộ cốt tông nhỉ? Bộ nhung hay là bộ cốt tông? Đấy ạ, thì chị cho em, chị cứ lấy, chị muốn lấy M15 chị cứ comment cho em Nga là M15. Đấy ạ, ngày hôm qua mã gì? Hả? À, M15 là váy chị Út Thạch, chị Đức Hải ơi, M15 hôm qua kéo khóa là váy mà. M15 hôm qua kéo khóa là váy mà chị. Bộ thì là M13 với M17. M13 với M14, còn M15 của nhà em Nga hôm qua là váy á. Chị Phạm Thị Hương quần một quần sắt. Mặc cho em ca size 25 chị Phạm Thị Hương nhá. Riêng chị Phạm Thị Hương quần nhà, quần của chị yêu là chị cứ mặc chuẩn cho em, quần baggy là size 25. Các chị yêu nhớ size là baggy của chị là chị mặc cho em size 25. Đấy ạ. Chị Hàn Thiên Huệ chị. Đấy ạ, chị yêu nào lấy thì chốt đơn ạ. Chất u mì. Chị Đức Hải là size L chất u mì. Đấy ạ. Ok chị Đức Hải, nếu mà còn thì nhà em Nga sẽ báo lại chị nhá. Còn bây giờ em không nhớ, em không check được. Đấy ạ, để em nhìn xem nào. Không biết là còn không. Nếu mà còn thì này các bạn sẽ lên đơn cho chị nhá, chị Đức Hải nhá. Các bạn sẽ kiểm tra lên đơn cho chị. Cái bộ chất u mì. Chất u mì là cái bộ có chữ vơ sạc này đúng không? Có chữ vơ sạc này đúng không? Có chữ vơ sạc em. Ok ạ. Để em sẽ bảo các bạn kiểm tra rồi lên đơn cho chị cho. Rồi ạ. Chị yêu nào lấy thì chốt đơn ạ. Quần chị mặc lại ngắn không mặc được đâu. Quần chị lại ngắn không mặc được đâu là như thế nào nhỉ? Chị Bích Hải một áo màu đen, chị Bích Hảo một áo M2 màu đen em chốt đơn này. Chị Phương Thúy một áo M2 màu đen em chốt đơn ạ. Một quần size 25 cho chị Phạm Thị Hương ok ạ. Một quần cho chị Phạm Thị Hương bộ kéo khóa. Bộ kéo khóa là mã M13 ok chị Đức Hải rồi ạ. Một quần một bộ set u mì size L cho chị Đức Hải để em bảo các bạn kiểm tra sau đó thì lên đơn chị nhá. Đấy, nếu mà có gì các bạn sẽ báo lại chị. Đấy, ok chị. Còn nếu mà chị ưng chắc chắn cái bộ đấy rồi thì nhà em Nga còn size là nhà em Nga. Nếu khách cũ thì em sẽ tự động lên đơn. Khách mới thì các bạn sẽ gọi cho chị Đức Hải nhá. Còn khách cũ mà nhà em Nga là còn cái bộ đấy thì em sẽ tự động lên đơn cho chị ạ. Đấy, chị Phương Thúy M2 màu đen ok rồi ạ. Áo em đang mặc có giá là 299.000. Em đang mặc bản này là màu nâu. Chị yêu nào lấy áo M2 màu đen thì chốt đơn cho em màu đen ạ. Đẹp lắm luôn, em đang mặc là màu nâu nhá. Áo này không phải nghĩ luôn, 299.000. Đẹp ngất ngây luôn, em đang mặc quần màu xanh đấy ạ. Quần này siêu sướng, chị yêu là quần này thì nhanh tay chốt đơn. Comment cho em đúng cú pháp để em Nga lên đơn nhá. Áo em đang mặc đây ạ. Rồi, chị yêu nào lấy tạp cây như em Nga đang mặc thì cứ comment cho em đúng cú pháp. Áo là M2, 299.000. Quần em Nga đang mặc là 530.000. Em comment cho em đúng cú pháp là em Nga lên đơn ạ. Quần bản màu xanh là 530. Trời ơi, nó đẹp ngất ngây. Chị yêu nào bỏ lỡ thì cực kỳ nuối tiếc luôn. Đấy ạ. Chị cao không vừa chiều dài đúng không? Chị Bà Lợi Vũ là cao bao nhiêu nhỉ? Quần em đang mặc là 530.000 thôi chị Tâm Nguyễn ạ. Quần em đang mặc là 530. Quần đẹp quá, cái quần này đẹp thật sự luôn các chị yêu. Em phải nói cái quần này đẹp ngất ngây thật sự, cái chất của nó sướng vô cùng. Cái bản quần jean này màu xanh em mặc này. Em nói thật sự cái quần này đẹp ngất ngây. Cái quần này á, cái quần này chị Bà Lợi Vũ là cao bao nhiêu nhỉ? Chị cao 1m66 thì chị ơi quần này khoảng tầm 90 phân thì chị cao 1m66 chị mặc trên mắt cá chân rồi chị Bà Lợi Vũ nhá. Chị phải mặc quần này trên mắt cá chân giúp em Nga. Chị Đương Thị một quần M1 jean trắng.
Em đang mặc ở đây không phải là jean trắng chị Dương Thị ơi, chị lấy jean trắng có phải là giấy cái bản khác không ạ chị Dương Thị? Chị Dương Thị ơi, chị đang comment M1 màu trắng. Em đang mặc ở đây nè, em không mặc ở đây không phải là màu trắng, chị đang lấy bản trắng là mã nào đấy ạ? Chị đang lấy bản trắng có phải là của line hôm trước không ạ? Chị Dương Thị ơi, chị lấy bản trắng có phải là line này không ạ? Các chị yêu đang comment đây ạ, nếu mặc bản jean trắng là chị like, có phải là cái bản này em đang mặc ngày 15 tháng 1 không ạ? Nếu mà bản quần chị đang chốt cho em Nga là quần jean trắng ngày thì chị ghi hộ em là ngày 15 tháng 11 nhá. Ngày 15 tháng 11 thì em mới mặc cái bản jean màu trắng này. Đấy á. Nếu mà chị chốt màu trắng đấy thì chị ghi hộ em là jean trắng ngày 15 tháng 11. Còn quần màu của này em đang mặc là bản màu xanh. Đấy ạ, mã mà ngày hôm nay em nay chỉ có màu đen và màu xanh thôi. Rồi ạ, chị yêu nào lấy bản này thì nhanh tay chốt nhá. Bây giờ sẽ mặc sang cái bản màu ở đây ạ. Chị Tâm Nguyễn K1m58 nặng 55 cân. K1m58 nặng 55 cân. Chị eo vòng mông chị bao nhiêu ạ? Bởi vì chị có thể mặc được cả 25 lẫn 26. Chị Tâm Nguyễn nhá. Chị Tâm Nguyễn nhá. Quần Becky bên Nga chất liệu ok lắm. Em cảm ơn chị Vương Thị Kỳ. Trời ơi, quần jean nhà em Nga thì các chị yêu ơi, quần jean nhà em Nga mà hàng cao cấp thì nó là thương hiệu luôn rồi. Đấy ạ, à, nếu như mà nó không đẹp không bao giờ em về số lượng cho các chị yêu. Đấy ạ, à, các chị yêu có thể, các chị yêu biết là những cái mẫu này em về không phải ít đâu ạ. Đấy ạ, à, mà mỗi một mẫu em về không ít nhưng mà các chị yêu thấy không ạ? Gần như em chỉ chốt trên một like thôi. Các chị yêu thấy em hiếm khi mà em mặc, tức là nếu như cái mẫu nào mà em đã lên đầu like ấy thì đa số là ngày hôm sau đa số là bắt đầu nó khuyết sai, cho nên thường nếu em có lên ở cái những cái like sau thì đa số em lên là sẽ bị khuyết sai và em chỉ lên nhanh thôi chứ em không bao giờ em đứng lâu. Còn những cái mẫu này này là cái quần nó phải cực kỳ chất lượng, em có thể em đứng lên cho các chị yêu chốt thoải mái, và mỗi một lần chốt những cái dòng quần như này em không phải chốt ít đâu ạ, chốt số lượng các chị yêu nhá. Đấy ạ, cho nên các chị yêu tâm mua giá này em Nga không phải nghĩ luôn nhá, không phải nghĩ về giá luôn nhá các chị yêu nhá. Mua nói chung các chị yêu mua lẻ không khác gì mua xỉ. Em nói thật sự, mua lẻ không khác gì mua xỉ luôn ạ. Ok, chị Đương Thị là lấy quần jean trắng mã ngày 15 tháng 11. Ok ạ. Quần đen khói đôi cơ. Ok, bây giờ em sẽ mặc quần đen khói đây. Chị Tâm Nguyễn ơi, chị cao 1m58 nặng 55 cân. Nếu như chị mà có vòng eo là 74-75, vòng mông khoảng tầm 94-95 như em Nga, chị thích mặc ôm như em Nga nha, thì chị lấy quần này cho em size 5 được. Trừ khi chị thích mặc thoải mái và bụng và eo chị đậm hơn em và thích mặc thoải mái hơn nhiều, chị có thể lấy quần này cho em 26. Tại vì em Nga chỉ cao có 1m54 mà em nặng 55 cân hơn, em đang mặc quần này chuẩn size 25. Đấy á, là em đang mặc quần này size 5, em mặc ôm như thế này. Nếu chị thích phong cách như em đang mặc đấy á, và chị thích ôm và vòng eo và vòng mông của chị giống tương tương như em thì chị có thể mặc được 25. Còn chị thích mặc thoải mái hơn một chút xíu, thích mặc rộng hơn một chút xíu, đúng kiểu dáng baggy hơn, tức là baggy thì bao giờ nó cũng sẽ có độ thụng hơn, thì chị lấy cho em size 26 nhá. Đấy á, tức là chị lấy cho em size 26, tức là chị mặc được cả 25-26. Nên là sau khi em tư vấn thì chị có thể lựa chọn theo size của nhà mình. Rồi bây giờ em sẽ mặc sang mẫu tiếp theo đây ạ. Em mặc quần màu trắng của mã nay trước. Rồi ạ, đây ạ. Tiếp theo cho em Nga này. Đâu rồi nhỉ? Quần khói em vừa mới để đây xong, bây giờ em đi đâu mất rồi. Sau một lúc là em quên mất cái hộp khói của em Nga. Đây rồi, em sẽ mặc sang quần đen khói đây ạ. Rồi ạ. Bây giờ em sẽ mặc sang quần màu đen khói các chị nhá. Đấy, chị yêu nào mà còn thích cái quần này thì chốt đơn này. Comment cho em đúng cú pháp em chốt đơn. Áo em đang mặc là màu nâu, chị yêu nào lấy áo màu nâu. Áo màu nâu này của nhà em Nga nhá, nó là nâu nhưng mà nó lại không phải là màu be đâu. Nó kiểu màu rêu rêu nâu nâu ấy. Áo này xinh, chị yêu nào thích thì chốt cho em cái áo màu này. Màu của nó tông màu rất là tây. Comment cho em áo là M2 có 299.000 thôi. Bây giờ em sẽ mặc sang quần màu đen khói cho các chị yêu đây. Đây ạ, bây giờ em sẽ mặc sang quần đen khói nhá. Đẹp quá, quần không phải nghĩ luôn, toàn mẫu của 2023 thôi. Toàn mẫu 23 thôi các chị yêu mẫu 2023 thôi các chị yêu ạ. Quần nhà em Nga các chị yêu yên tâm luôn. Đây ạ, đẹp quá. Tiếp theo cho em Nga này, màu đen khói đây ạ. Ai thích chất chất một chút xíu này, ai thích chơi một chút xíu này thì các chị yêu lấy cho em màu đen khói đây ạ. Các chị yêu nhìn thấy màu đen khói chơi chưa? Nói chung là ai thích màu chơi chơi này một chút xíu này, cá tính một chút xíu này, phong cách một chút xíu này thì các chị yêu lên cho em cái quần màu đen khói này. Đây ạ. Đẹp ngất ngây luôn cho em Nga, không có một điểm gì để chê luôn. Đây ạ. Cặp của nó là cặp Chanel như thế này các chị yêu nhá.
và đủ size 25, 26, 27, 28, 29. Quần này thì em có đến size 29 thôi. Chốt bao vừa hết cho các chị yêu đến tầm 74, 75 cân. Tính theo chiều cao 1m6 em chốt đơn quần này, em đang mặc là size 25. Mức giá cho em quần đen khói này là M3, mức giá cho em Nga là 550.000. Màu đen khói này là 550.000, bản màu đen khói là bản đắt nhất. 550.000, chị yêu nào lấy thì chốt đơn ạ. Từ 25 cho đến size 29, 74, 75 cân đổ với em chốt đơn. Chị yêu nào lấy thì chốt đơn ạ. Chị chân chị nhỏ, chị Tâm Nguyễn chân chị nhỏ, chị Tâm Nguyễn chân nhỏ thì lấy cho chị size 25 thôi. Quần màu đen là mẫu gì đó Nga? Chị Mỹ Na, quần màu đen là mã M1, chị Mỹ Na. Màu đen là mã M1 ạ. Màu xanh cũng là mã M1 ạ. Còn quần đen khói của em Nga là M3, áo em đang mặc là M2 ạ. Chị Trần Thơ cao 1m65, có dài dưới mắt cá chân không em? Nói chung là không dài dưới được dưới mắt cá chân đâu ạ. Tầm ngang mắt cá chân hoặc trên mắt cá chân khoảng tầm một chút xíu ạ. Tại vì với cái chiều cao các chị yêu cao 1m65 thì các chị yêu sẽ mặc trên mắt cá chân cho em Nga một chút xíu. Vì quần này của em Nga nó là quần 90 phân thôi. Quần này của em Nga nó là quần 90 phân thôi ạ. Đây em đo chiều dài cho các chị yêu ngắn này. 90 phân nha các chị yêu. Đây. Em đo chiều dài đấy. Các chị yêu nhìn cái trời sắt jean này. Cái mặt bên trong của jean này. Jean của nhà em Nga nó xịn như thế này cơ mà. Quá là đẹp luôn, cái chất jean này, nó mềm này. Mềm sụn luôn nhá, mềm rất là sướng luôn. Kiểu mềm nhưng mà mềm rất là sướng. Các chị yêu giặt thoải mái cho em Nga, quay máy giặt không bao giờ bị bạc luôn nhá. Cái quần này không bao giờ cái màu bạc màu của nó, các chị yêu cực kỳ thích luôn. Không sợ bạc cho em Nga. Đây, em đo chiều dài quần cho các chị yêu ngắm. Quần của nhà em Nga có mức giá là 500.000 cho bản đen mã M1, 530.000 cho bản xanh mã M1. Đấy, còn em đang mặc là bản M3, giá là 550.000. Quần này, ô quần này dài 92 phân cơ đấy các chị ạ. Quần này em đang đo là 91, 92 phân này. Có nghĩa là chị mặc nó cũng không bị ngắn so với các quần khác đâu. Quần này em thấy là vậy thì quần này em thấy khá dài đấy. Quần này em đang mặc, đúng rồi, em đang mặc em cũng cảm giác là nó trên nó dài dài qua mắt cá chân của nhà em Nga một chút xíu. Cho nên là thường ví dụ như size 25 mà dài khoảng tầm 91, 92 phân thì size 26 nó sẽ rơi vào khoảng tầm 92, 93 phân. Size 27 tức là mỗi một phân ấy thường thường nó sẽ chênh nhau khoảng tầm 0,5 phân hoặc 1 phân các chị yêu nhá. Đó. Cái chiều dài của ấy á. Cái quần này nó cũng không bị quá ngắn đâu. Nên là chị yêu nào lấy thì chốt đơn nhá. Comment cho em đúng cú pháp là em lên đơn. Đấy á. Nhưng mà chị cao 1m65 thì các chị yêu vẫn phải chấp nhận cho em một chút xíu rồi. Đấy á. Cho chị đổi quần màu đen khói nhé. Màu xanh chị nhiều rồi, tức là chị Út Thạch là lấy M3. Ok ạ, chị Đặng Nghiêu cao 1m52 nặng 60 cân thì mặc quần này cho em size 27 nha chị Đặng Nghiêu ơi. Chị Út Thạch là chốt sang màu M3 màu đen khói để cho các chị. Đây ạ, các chị yêu mặc cho em cả cây như này quá chất luôn. Màu em đang mặc đây, đen khói này. Chị yêu nào mà là mấy màu đen khói cho em Nga đi, màu của nó quá đỉnh luôn. Quần này em nói thật sự, các chị yêu nào nhận quần này nhà em Nga cũng mê. Thực sự luôn ạ, màu đen khói của em Nga nhá. Ở đây nó có logo này. Logo này là logo hãng của nó luôn các chị yêu nhá. Đây. Logo nó không nổi luôn các chị ạ. Quần cái chất màu của nhà em Nga này. Ôi cái màu nó đẹp nhất nơi. Em đang mặc size 5 đấy. Em nào quần này size 5 đấy ạ. Chị Đặng Niêu, nếu mà chị cao 1m52 mà nặng 60 cân thì tất cả các mẫu quần baggy chị đều mặc cho em là size 27. Chị đều mặc cho em là size 27 nhá. Em mặc 25 thì chị mặc 27. Đấy ạ. Nên chị yêu nào lấy chút đơn. Cô áo da không em, là có áo da không em? Em có áo da chị Quỳnh Anh Nguyễn ạ. Nhưng mà áo da bây giờ em còn lại size thôi ạ. Chị yêu nào lấy thì chốt đơn cho em Nga nhé. Comment cho em đúng cú pháp, quần là mã M3. Rồi quần đen khói là M3, mức giá cho em Nga là 500. Quần đen khói của nhà em Nga đây ạ. Mức giá cho em Nga là 550.000. Em có đủ size 25, 26, 27, 28, 29. Bao vừa hết cho các chị yêu đến 74, 75 cân. Chị yêu nào đang kiếm tìm cho em Nga một chiếc quần đen khói ạ. Mặc vừa đẹp vừa sang vừa mê vừa chất vừa đỉnh cao, nói chung là sang độc lạ không sợ đụng hàng thì chốt đơn cho em mã quần này, mức giá cho em Nga là 550.000. Rồi em mặc nốt hai màu áo còn lại nhá, sau đó thì em qua mã áo này. Ok ạ, chị Mỹ Na M1 màu đen em chốt đơn ạ. Đây ạ, quần M1 đây các chị yêu nhá, em có 3 mẫu quần. Đây là quần M1 này, nói chung là màu quần nào cũng đẹp. Chị yêu nào mà không dinh quá phí luôn, em nói thật sự luôn. Các chị yêu bỏ lơ những quần này mai kia hết hàng. Đấy ạ, mẫu này là mẫu 2023. Chị Hương Đào màu đen M1, 1m62, 58 cân. 1m62, 58 cân thì mặc quần cho em size 26 á. 1m62, 58 cân thì mặc quần cho em size 26, em chốt đơn ạ. Rồi ạ, một quần size 26 em chốt đơn nha. Comment cho em đúng cú pháp em lên đơn. Đấy ạ. M1 màu đen này, M1 bản màu đen đây các chị yêu nhá, M1 bản màu xanh đây. Và em đang mặc quần màu khói là M3.
đen thì 500.000, xanh là 530.000. Và quần màu khói của em Nga đang mặc có giá là 550.000. Thì Tấn Thị Cường, em ơi, quần M3 không bó sát không? Không bị bó, chị cứ lấy đúng size cho em Nga là ok ạ. À, quần này của em giống như quần M1 và M2 ạ. À, nó là quần baggy ạ. À, nó đều là quần baggy các chị yêu nhé. Đây, quần em đang mặc đây. Cái quần M3 này thì nó là dáng khác á, các chị yêu nhé, nhìn cho em Nga này. Đấy ạ, à, quần M3 của em Nga là 550.000, nó là dáng khói. Đấy ạ, à, nó là phiên bản màu khói. Và kiểu của nó là kiểu Chanel như thế này, dáng là baggy. Chiều dài quần khoảng tầm 91-92 phân nhá các chị yêu nhá. Size của nó đánh từ 25 cho đến 29. Em đang mặc quần này là size 5, bao vừa hết cho các chị yêu, khoảng tầm từ 47 cân cho đến dưới 74-75 cân em chốt đơn. Còn cái quần mà tay em cầm này này là mã M1 này, nó có bản màu đen và bản màu xanh. Đấy ạ, à, đủ size từ 25 cho đến size 30. Đấy ạ, à, đen thì 500.000, xanh thì 530.000, còn khói em đang mặc là M3 mức giá là 550.000. Chị Tâm Nguyễn hỏi là mã màu xanh mã bao nhiêu? Mã màu xanh là M1 ạ. À, bản màu xanh, quần màu xanh này là mã M1. Đấy ạ, à, bản màu đen cũng là mã M1. Còn bản màu khói này của em Nga là M3. Rồi à, áo nâu em đang mặc, chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt nhé. Em qua bản màu nâu này, em mặc sang áo màu gà. Áo M2. Áo là M2, 299.000 cho em áo ạ. Màu khói thì các chị yêu nào lấy thì phải nhanh tay, bởi vì màu khói này em nói thật sự là em nên cái này nè, em nên rồi, cho nên là nhiều khi số lượng nó sẽ bị thay đổi các chị yêu nhé. Em đang mặc này, áo này tiếp theo cho em Nga màu vàng mơ này, áo là 299.000, trời ơi đẹp rất ngây, áo này đẹp thế, có 299.000, quá rẻ luôn. Quỳnh Anh Nguyễn hỏi có áo da size L không? Áo da size L á, chị lấy màu gì nhỉ, để em xem còn không, à, còn áo da nào size L màu gì đúng không em nhỉ? Áo da còn màu gì size L không? Còn màu nâu size L đấy chị Quỳnh Anh Nguyễn ạ. À, chờ em tí xíu, các bạn đang hỏi em là áo da đây, còn màu này size gì, còn size L đây. Đây, còn màu này size L đấy chị yêu ạ. À, đây ạ, à, áo da còn màu này size L, nếu chị lấy chị bảo em này, áo da này là 520.000 ạ. À, áo này là 520.000 bản rút dây nhá, còn cái màu này size L chị lấy thì bảo em nhá. Đây, áo da đây ạ. Trời ơi, em mặc luôn cái quần jean này với khoác áo da luôn nhá. Size bây giờ em không biết đâu. Chị lấy thì bảo em này. Em nói thật sự các chị yêu, mặc lên cho em Nga quá chất luôn. Áo này thì các chị yêu nhớ servin vào cho em Nga một chút xíu. Nhìn quần jean cho em Nga khoác với áo da này, chơi vô cùng luôn. Các chị yêu mặc cho em cả một cái phong cách này, chơi vô cùng luôn. Không cầu kỳ, không diêm súa. Quần nhà em Nga 550.000, áo da 520.000. Các chị yêu mặc cả cây như này cho em Nga rất là chất luôn. Đấy ạ, đẹp ngất ngây. Áo da này chị yêu là mặc cao thì nhớ là mix với chân váy cho em Nga. Còn nếu như mà các chị yêu tầm tầm như em Nga, các chị yêu đấy ạ, thì các chị yêu hoàn toàn có thể mặc như thế này cho em Nga. Còn thích nữa, các chị yêu rút dây vào cho em Nga, nó trở thành cái chiếc áo bo gấu nhá. Chị Tấn Thị Phương là M3 màu khói 58 cân. Ok ạ, 58 cân mặc quần 26 cho em Nga. 58 cân thì size 26 á. Chị yêu nào lấy quần M3 thì nên chốt đơn nha. Chờ em chút xíu đây ạ. Đẹp không các chị? Không phải suy nghĩ luôn ạ. Chị yêu nào lấy quần khói này thì comment cho em quần khói á. Comment cho em đúng cú pháp thì em chốt đơn nhá. M3 màu khói 58 cân size 6 cho chị Tấn Thị Phương. Chị Quỳnh Anh Nguyễn mà lấy áo da này ghi hộ em là M4 á. Ghi hộ em là M4 em chốt đơn nhá. Ghi hộ em là M4 em chốt đơn, đẹp không ạ? Chị Bích Hảo gửi chị áo da. Ok, chị Bích Hảo lấy áo da. Lấy áo da chị Bích Hảo là size gì nhỉ? Size L chị Bích Hảo luôn đúng không? Ok ạ. À, đấy áo da là 520.000, mã là M4. Đấy, các chị yêu lấy áo da thì bảo em luôn, bảo em liền này. Đây em chốt mặc áo da thì mặc luôn. Đấy ạ, chị lấy thì chị báo em nha. Quá đẹp luôn rồi. Chị Bích Hảo áo da size L. Đẹp quá. Đây ạ, màu be nữa này, xinh vô cùng luôn. Áo không phải nghĩ luôn các chị yêu nhá. Xuất sắc luôn. Khá là đẹp, xinh vô cùng. Đây là màu kem nhá các chị. Đấy, ai thích màu gì chốt đơn cho em màu đấy. Màu gì cho em cũng đẹp. Nói chung là áo da, các chị yêu nào lấy thì các chị yêu có thể xem hộ em. Đấy á, áo là M4 nhá, áo da là M4 rồi. Áo em đang mặc là bản màu vàng này. Chị yêu nào lấy thì comment cho em Nga đúng cú pháp để em chốt đơn ạ. Rồi em đang mặc áo đây, chị yêu nào lấy thì comment cho em Nga nhá. Áo của em Nga đang mặc là mã M1 màu vàng. Rồi
Em qua cái mã áo này nhá, từ nãy giờ mặc mỗi mã áo này, cho em xin phép được lên một cái mẫu áo mới đi. Em lên một cái áo gì mới đi. Em lên cho các chị yêu áo này đi. Rồi, hôm nay em sẽ lên cho các chị yêu áo này. Áo này có bao nhiêu chiếc này. Ôi, xin phép được lên áo này cho các chị yêu. Đẹp quá. Của nhà em nha, ủa cái phần tay của nó lạ vô cùng luôn. Chị Phượng kêu hỏi là hôm trước gửi cho chị quần size 27 thì hơi chật. Quần 27 mà hơi thì chật á, chị cần thì Phượng á. À quần 27 nhưng mà chị Cấn Thị Phượng ơi, chị lấy quần 27 nhưng mà chị lấy mẫu gì đấy ạ? Chị lấy ống đứng á, à nếu mà ống đứng mà 27 chị thấy hơi chật thì em sẽ đổi cho chị size 28 nhá. Còn baggy chị chỉ mặc cho em chuẩn size 6 thôi. Cái quần baggy nó khác với quần đứng á, tại vì quần ví dụ như quần baggy này này em mặc size 25 này. Nhưng mà cái quần ống đứng đấy thì em phải mặc 27. Cho nên là nếu như chị Cấn Thị Phượng mà lấy quần ống đứng mà size 27 mà chị mặc nó hơi ôm ấy thì lần sau em sẽ bảo các bạn là đẩy cho chị size 28. Đấy ạ, đẩy size 28 cho chị yêu. Còn nếu mà baggy thì chị mặc cho em size 26 thôi nhá. Nên cho em áo này đi ạ. Áo này đẹp quá. Ui. Áo này để em xem có về được bao nhiêu chiếc nào. Các chị yêu ơi. Ôi. Có bằng này chiếc thôi các chị yêu nhá. Cái tay của nó cực kỳ đẹp. Đây. Cái em chốt từng màu một nhá, bởi vì không có hàng đâu các chị ạ, nó không có số lượng. Áo này nó không có số lượng này, em vừa bóc luôn này, em vừa khui các chị yêu nhìn nó còn nguyên túi này. Áo này nhá, em lên luôn cho các chị yêu này. Trời ơi nó đẹp ngất ngây các chị yêu ạ. À. Đây. Chị Bích Thảo lấy áo này 65 cân đổ về em chốt thoải mái cho các chị yêu. Lâu rồi ạ. Hả? Chị Bích Thảo chốt M4 áo da màu lâu rồi. Ok ạ, à, chị Bích Thảo em chốt áo da rồi ạ. À. Áo này xinh quá. Ồ cái tay của nó lạ lắm các chị yêu ạ. À. Cái này là của em Nga này, các chị yêu nhìn cái chất này. Các chị yêu nhìn cái chất áo này cho em Nga này. Ôi, nó không hiểu là cái chất gì các chị yêu ạ. Nó không phải lụa thường nhá các chị yêu nhá, nó không phải lụa đường, nó tơ thường mà cái chỗ này các chị yêu nhìn này. Đấy ạ, nó kiểu nó rung ấy này. Ôi, chất này sướng lắm luôn. Ôi, chất lạ thế. Cái tay của nó đẹp thế các chị yêu ạ, cái này mà tay này á siêu sướng luôn. Đẹp các chị yêu ơi, cái kiểu này rất là xinh nhá. Chị yêu là lấy áo này nên hôm em là mã M mấy nhỉ? M5 dùm em ạ. À. Cái áo này chị yêu là lấy nhanh tay chốt này, 65 cân đổ về em chốt đơn áo. Áo này hôm nay nên đơn cho em Nga này, 299.000 đi ạ. 299.000 cho em chiếc áo này. Tay độc lạ luôn các chị yêu nhá. Em đảm bảo các chị yêu sẽ nhận áo này cực kỳ đẹp. 299.000 cho em áo em đang mặc. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn ạ. À. Áo da thì em có ba màu ạ, màu be, màu cần nâu và màu đen nhá chị Hải Thanh. Áo da em có 3 màu đen, be và ấy ạ. Đấy ạ, áo chị Bích Thảo áo da em chốt rồi ạ. Chị Hoài Thương. Áo da em vừa mặc xong. Áo da em vừa mặc xong, áo lên hộ em là M5 đi ạ. Chốt sang cho em áo M5, chị yêu nó nhanh tay chốt được M5 này. M5 màu em đang mặc nó là màu hồng tím nhạt nhá các chị yêu nhá. Màu đẹp rất là tây. Chị yêu nào lấy M5 nhanh tay chốt đơn không có nhiều các chị yêu ạ. 299.000 cho em áo M5. Áo M5 có mức giá là 299.000 thôi ạ. 299.000 nhá. Chờ xíu, M5 299.000 hộ em. Chị yêu nào lấy thì nhanh tay comment cho em đúng cú pháp này em chốt đơn ạ. 299.000. Đừng bỏ qua là hết các chị yêu ơi. 299.000 cho em áo này. 299.000. Chờ em tí xíu ạ. 299.000 áo này đẹp quá. Áo này quá đẹp luôn ý. $299.000 áo cho em Nga đang mặc ạ. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn. M5 ạ. Ai lấy M5 chốt đơn cho em M5, 299.000, 65 cân đổ em chốt đơn ạ. À. Đây các chị yêu nhá. Đây ạ, à, áo em đang mặc này, em đang mặc là tông màu à, hồng tím, xinh quá, áo này xinh quá. Ô các chị đâu hết nhỉ, áo bị ẩn hết à, không như thế nào nhỉ. Áo này đẹp ngất ngây luôn, giá có 299.000 cho ngày hôm nay. Vừa đẹp vừa rẻ mà không biết là các chị yêu. Có lên quần jean dáng ôm không em? Nga ơi hôm trước chị đặt bộ nhung pha len. Bộ nhung len nhung đúng không ạ? Chất bộ nhung len không, chị lấy size L nhưng mà hôm nay chị nhận được hàng thử bị rộng em đổi size cho chị được, chị Nguyễn Thị Tú nhá. Có ok chị yêu. Rồi chị inbox vào trong trang để các bạn hỗ trợ đổi size cho chị Nguyễn Thị Tú nhá. Chị Nguyễn Thị Tú inbox vào trong trang các bạn sẽ hỗ trợ đổi size ạ. Có nên quần jean dáng ôm không em?
quần jean dáng ôm á, có M5 cho chị Mô, chị Bùi Nhung. Áo M5 em có 1, 2, 3, 4, 5 màu cơ ạ. Áo M5 em có màu trắng, màu be, màu vàng và màu xanh. Màu này này em mặc màu đầu tiên nhá chị Bùi Nhung. Chị Mocha 1M5 em chốt đơn này. Cho xem màu đen, chị Đào Chính đang hỏi em cái gì màu đen đấy ạ. Chị Đào Chính đang hỏi em cái gì màu đen đấy ạ. Nên là em M5 nhá, chị yêu nào lấy M5 nhanh tay chốt đơn ạ. Không có nhiều, M5 em có số lượng như nào em chốt bấy nhiêu hết này, hết hàng nhá. Đây là M5 có các màu như sau. Trắng có mấy em này, màu be này, màu vàng này, màu xanh. Màu tím, đây M5 đây. Chị yêu nào mà thích xem M5 nhá, em có các màu như sau. Xanh này, em có xanh này. Ủa tay của nó lạc lắm á. Màu vàng mơ này, không có nhiều đâu, đem về được bao nhiêu em chốt bấy nhiêu thôi. Vì hàng nó không có hàng các chị yêu nhá. Thấy không? Mẫu này siêu đẹp, chất của nó, các chị yêu nhìn cái tay của nó này. Các chị yêu nhìn cái tay này. Cái tay này nhìn nó đã biết là cao cấp rồi, sướng vô cùng, nó không phải là von thường các chị ơi. Nó không phải là von thường. Em không biết nó là cái chất gì, cảm giác cái chất của nó như kiểu von nhăn ấy. Nó là cái von tơ nhăn ấy các chị ơi. Không phải là tơ hẳn nó mà nó là von kiểu gì nó nhăn nhăn. Sướng vô cùng luôn, chất sướng. Đây ạ, màu be này. Và màu trắng các chị ơi nhá. Và màu trắng có 5 màu. Em chốt M5 là màu này trước. Em chốt M5 là màu này trước á. Còn em dơ bảng màu nhá. Nhưng các chị yêu lấy màu gì thì ghi rõ màu của em. Chị Đào Chính, áo này không có màu đen ạ. Áo này không có màu đen chị yêu nhá. Áo này của nhà em nha, không có màu đen. Chị yêu nào lấy chốt đơn, comment cho em đúng cú pháp để em chốt đơn. Ghi hộ em là M5. Chị yêu nào mà nhanh tay thì được M5. Em nói thật sự M5 299.000 không phải nghĩ luôn. Rồi hôm nay comment của em nó buồn cười quá cơ. Em nói thật sự luôn. Chị yêu nào nhanh tay chốt đơn 299.000 áo không phải nghĩ luôn ạ. Chất đẹp như mê ly luôn cho em nha. Vừa đẹp vừa sang vừa rẻ. Áo này áo xịn luôn các chị yêu nhá. Các chị yêu về mặc cho em Nga 65 cân đổ về em chốt đơn. Chất của nó này các chị yêu nhìn chất cho em Nga nhá. Nó không phải chất thường đâu các chị yêu ạ. Tại vì các chị yêu biết vì sao không? Các chị yêu nhìn áo ấy, các chị yêu có thể nhìn cái kiểu cách này này. Các chị yêu nhìn la lá giống nhau. Nhưng mà bây giờ em đứng gần để em cho các chị yêu xem là cái áo này của nhà em Nga tại sao nhá. Mức giá 299.000 là các chị yêu mua cực kỳ rẻ. Bởi vì cái áo này của nhà em Nga các chị yêu nhìn này. Thứ nhất này, các chị yêu nhìn cái viền áo nhá. Nhìn viền áo cho em Nga này, viền áo cho em Nga này. Nó có đường zigzag này, các chị yêu nhìn đúng không ạ? Này, cạnh sát cạnh áo này, các chị yêu nhìn mông tơ ghi cho em Nga này. Nhưng mông tơ ghi của em này khi các chị yêu nhìn em kéo ra này, các chị yêu nhìn đúng không ạ? Đấy ạ, nó có cách phối này. Nó có cách phối này. Đấy ạ, và bàn tay của nó này nó không phải là von thường này, và các chị yêu nhìn cho em Nga nó là von này này. Các chị yêu nhìn cho em Nga nhé, von của nó là von nhăn. Đấy ạ, rất là đẹp, cực kỳ sang xinh luôn. Cái phần tay này, chất liệu mông tơ ghi cho em Nga này. Đẹp ngất ngây cổ này. Đấy ạ, họa tiết này đứng nơ rất là xinh. Trời ơi đẹp ngất ngây. Mức giá 299.000 cho em áo thôi. Chị yêu nào lấy thì chốt đơn. Áo là M5, em chốt màu em đang mặc là M5 ạ. Chị Nguyễn Thị Tú, chị bảo rồi Nga, nhưng mà nhân viên em có vẻ không muốn đổi cho chị. Em giải quyết hộ chị. À, chị ơi, chị có thể, chị đã mặc chụp ảnh thì gửi qua inbox giúp em Nga chưa chị Nguyễn Thị Tú? Không phải là nhà em không muốn đổi đâu. Các chị yêu đừng nhầm. Nhà em bán hàng, nhà em Nga thật sự là các chị yêu ơi, các chị yêu rộng, fit chặt nhà em đổi chứ. Nhà chị yêu cầu em đổi sai mà, có phải là chị đang yêu cầu em là chị không lấy đâu. Đúng không ạ? Chị có phải là chị yêu cầu em không lấy đâu. Mà khi rộng hay là khi kích, khi chật ý, thì các bạn vì là hàng như em Nga là em tư vấn chuẩn sai. Tức là ví dụ như em cao 1m54, em nặng 55 cân, em đang mặc áo, ví dụ em mặc bộ thường là size M. Ví dụ như chị là, ví dụ như chị cho em 56 hay 57 cân mà bình thường các bạn ấy đang đi cho chị yêu là size L. Có nghĩa là đang đi cho chị size chuẩn. Nhưng mà chị mặc chị báo nó bị rộng thì thường các bạn sẽ bảo là chị ơi chị mặc, chị chụp ảnh gửi qua inbox giúp em Nga để nhìn xem nó rộng như thế nào, để những cái đơn lần sau ấy các chị yêu mua những cái dòng sản phẩm nó tương tự như vậy thì các bạn ấy đã có cái căn cứ rằng là chị ơi nếu chị lấy mẫu này chị cũng mặc nó bị rộng như cái trên thì đấy, chị có muốn mặc ôm như cái mã kia không thì em sẽ đổi xuống size cho chị. Hoặc nếu như không chị vẫn lấy thì chị phải chấp nhận rộng như cái mã kia thì nhà em mới chốt được, bởi vì hàng nó là như vậy. Chứ không phải là nhà em không muốn đổi đâu, nhà em đổi chứ chị. Đúng không ạ? Đổi, yên tâm luôn, nhà em không... Nhà em nói thật sự, nhà em bán, em bán em có uy tín từ trước đến giờ rồi. Kích, rộng, chật, không có lý do gì em không đổi cho các chị yêu. Trừ khi lý do của các chị yêu là lý do, ví dụ các chị yêu bảo em đến nơi các chị yêu bảo là Nga ơi, chị không hợp. Nếu mà không hợp thì ngay từ đầu không chốt cho em Nga. Đúng không ạ? Nếu đã biết là không hợp thì không chốt. Đúng không ạ? Hoặc các chị yêu chốt trên Nga nhưng sau đó
Sau đó thì các chị yêu sau kết thúc Nga, các chị yêu mới nghĩ rằng ở có khi Nga mặc hợp nhưng chị không mặc hợp, thì inbox vào trong trang cho em Nga là Nga ơi cho chị hủy đơn, hoặc hủy đơn lên trên Nai giúp em Nga là Nga ơi chắc chị mặc không hợp đâu, chị hủy luôn. Thì ok, không vấn đề gì ạ. Nhưng em đi đơn đến nơi rồi các chị yêu mới bảo em là Nga ơi chị mặc không hợp. Thế thì em biết thế nào là không hợp, đúng không ạ? Cho nên những cái đấy thì em không không thể nào mà em chấp nhận những cái lý do đấy không hợp đấy, hoặc chị không thích, đúng không ạ? Nếu không thích thì ngay từ đầu chị đã không chốt, đúng không ạ? Đấy, đấy là như vậy. Chứ còn chị ơi kích chặt thoải mái hộ em nha. Nhưng mà các bạn nhà em Nga thì bao giờ trước khi đổi các bạn cũng tư vấn cho chị là chị mặc chị chủ hộ em, để các bạn tư vấn cho các chị yêu đơn sau đấy, chứ không phải là nhà em Nga gây khó đâu. Chị yên tâm đi, nhân viên nhà em Nga yên tâm luôn ạ. Đấy 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 chị, đúng không ạ? Đấy các bạn bảo chị chụp ảnh đúng không ạ? Đấy đấy nhá các chị yêu nhá, yên tâm chị chụp đi ạ, không có vấn đề gì đâu. Chị cứ chụp là các bạn tự giải quyết mà, chị yên tâm luôn. Chứ không phải là các bạn ấy làm đúng theo quy tắc đấy ạ, để lần sau hỗ trợ. Bởi vì nếu như các chị yêu gửi về rồi thì lần sau nhà em đi đơn tiếp cho chị yêu, thế năm lại cũng bị một cái đơn lộng như vậy nữa. Thế thì nhà em cứ suốt ngày đi đơn lộng xong đi đổi vậy, thứ nhất là phiền các chị yêu là một, thứ hai nhà em Nga cũng mất, đúng không? Cũng ốm tiền ship đó. Nên chị yêu là lấy thì chốt đơn nhá. Rồi áo em mặc là mã M5, chị yêu là lấy thì chốt đơn nhá, comment cho em đúng cú pháp để em chốt đơn. Rồi M5 rồi, và bây giờ xin phép được mặc sang mã tiếp theo. Các chị yêu muốn mặc cái gì nhỉ, nên cái gì nhỉ? À, sang mã gì, váy nhá, mình sang váy nhá, không quần nữa mà váy nhá các chị yêu nhá. Các chị yêu thích váy không, lên mã váy này. Đây là áo à, áo em đang mặc 299.000, ai lấy thì chốt đơn, comment cho em đúng cú pháp để em chốt đơn. Áo này của Nga là 299.000. Hàng này của em Nga nó là phiên bản mới nhá. Phiên này em là phiên bản đặc chứ em không phải là phiên bản mà chị yêu nào lấy cũng được đâu. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn cho em nha. 299.000 không đụng hàng ạ. À, chờ em tí xíu em chốt cho các chị yêu mẫu này. Áo của nhà em xinh xuất sắc. Còn các chị yêu thích áo mà hàng nó vừa vừa, các chị yêu có thể lấy cho em mẫu này. Ví dụ đây, những cái dòng như thế này. À, có một cái dòng gì nhỉ, chị về được cái dòng mà kiều, nên kiều mà nó có khuy màu nâu ấy, cái cổ của nó là cái hàng xịn ấy, hàng xịn xịn đâu nhỉ. Chờ em tí xíu nhé. Cái mà nó có cái dây dây ở đây đâu nhỉ, cái đấy nó không có nhiều đâu, có ít thôi. Tông màu nâu ấy, áo mà có cái dây. Quần em đang mặc có giá là 550.000 chị ạ. Em mặc mừng quả bơ, em còn quần quả bơ, quần quả bơ á, quần quả bơ nó nỉ đúng chị yêu, em còn nhé. Hiện tại quần quả bơ nó nỉ em còn nhé. Hiện tại quần quả bơ nó nỉ em còn chị yêu ơi, quần quả bơ nó nỉ em còn nhé. Đây, nên cho em thêm một mã này, em cũng mặc quần jean vẩy này. Rồi, quần quả bơ nó nỉ em còn nha. Em nên cho các chị yêu một mã quần jean vẩy rất là đẹp luôn cho em nha, bản cho em nha này. Thấy không? Em nên cho các chị yêu mã tiếp theo nhé, quần jean vẩy. Em mặc quần jean vẩy này với cái áo này. Em mặc quần đây là quần quần màu khói, chị yêu là thích khói chứ đơn khói. Áo em đang mặc chị yêu là lấy chốt đơn nhá. Bây giờ em sẽ mặc sang quần tiếp theo. Yêu lên cho em quần jean vẩy này. Quần này em có 25, 26, 27, 28, 29 nhá các chị yêu. Jean vẩy này đây ạ. À, em đang quần jean vẩy này size 27 nhá các chị yêu. Jean vẩy này thì nó có kèm theo cái tang. Tang này các chị yêu có thể sở hữu hoặc các chị yêu bỏ ra cho em cũng được nhá. Cái tang này tùy các chị yêu để hay không để tùy nhá. Cái jean vẩy này nó có kèm theo cái tang này nữa, tang lơ. Đây ạ. À, jean vẩy này của em Nga, cạp của nó thì nó là có cái cặp chun ấy các chị ạ, nên là rất là dễ mặc luôn, nó tự ôm vào cơ thể nha các chị yêu. Quần này của nhà em Nga thì em có size 25.
Size 5, size 6, size 7, size 18, size 9. Size 5 là size Nga, à size 25 thì dành cho các chị yêu là khoảng tầm 48 cân. 48 cân thì mặc quần này cho em size 25, 53 cân đổ về mặc quần này cho em size 26. 57, 58 cân đổ về mặc quần này cho em size 28, size 27 em đang mặc. 58 cân mặc cho em quần này size 27. 63 cân đổ về mặc cho em quần này size 18. Và tầm 67, 68 cân thì mặc quần này cho em size 9 nhé. Quần này em có đến từ 25 cho đến size 29 á. Áo Nga mặc là màu gì thế? Áo em mặc màu siêu đẹp luôn. Áo này em đang mặc nó là kiểu màu phớt hồng tím nhé. Nó là màu phớt hồng tím ý. Áo này của em siêu đẹp. Em không biết các chị yêu có nhìn thấy gì không? Áo này siêu đẹp, áo này có 299.000. Nhưng em đảm bảo với các chị yêu là cái chất này của nhà em Nga là chất đẹp nhá. Cái hàng này của nhà em Nga nó là hàng đặc. Nó không phải là những cái dòng hàng khác đâu. Cái này của nhà em Nga nó là hàng đặc đấy. Cái mẫu này em đặt là cái mẫu mà nó về cuối cùng trong cái nô mẫu kia đấy ạ. Nhưng mà cái mẫu này của nhà em Nga có giá là 299.000 thôi. Rất là đẹp nhá các chị yêu nhá đấy ạ. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn. Áo là 299.000, nó là màu phớt hồng tím nhé. Nó là phớt hồng tím nên nó rất là đẹp, đẹp cực kỳ luôn. Chị yêu nào đấy thì chốt đơn cho em Nga. 65 cân đổ về em chốt đơn. Mông tơ ghi trong Nam ngoài Bắc mọi miền Tổ quốc các chị yêu đều mặc được áo này. Áo là mã M5 mức giá là 299.000. Quần em đang mặc mã cho em Nga là M6 ạ. Quần này có giá là 520.000 giúp em Nga. Em đang mặc quần này là size 17, cạp của nó là cạp chun ạ. Đấy ạ. Chị Thúy Hường cho chị hai cái, một cái của chị, một cái bé hơn một size. Chị Thúy Hường là lấy cái gì đấy ạ? Quần quả bơ. À quần quả bơ cho chị Thúy Hường hai cái. Ok, quần quả bơ nắp nỉ đúng không chị Thúy Hường? Chị Thúy Hường là lấy quần quả bơ nắp nỉ đúng không ạ? Quần quả bơ nắp nỉ đúng không ạ? Áo em đang mặc là màu phớt hồng nhá. Đấy ạ. À, lấy quần cho chị Thúy Hường quần quả bơ nắp nỉ đúng không ạ? Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn ạ. Comment cho em đừng cú pháp em chốt đơn này. Đẹp quá. Đây. Quần em đang mặc không phải nghĩ luôn. Quần này em nói thật sự cần của nó là quần nâu nắm. Em mới có được một cái quần quần vẩy nhưng mà cạp của nó là cạp chun ấy. Cạp chun, chất jean mềm, co giãn. Em đang mặc quần này size 17 các chị ạ. Size 25 dưới 48 cân, size 26 dưới 53 cân, size 27 là size 25 mặc dưới 58 cân. Size 28 là dưới 62, 63 cân và size 29 dành cho các chị yêu dưới 67, 68 cân. Tính theo chiều cao 1m6 em chốt đơn. Mức giá cho em Nga quần này là 520.000. Chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt nhá, 520.000 cho em quần này thôi. Chị yêu nào yêu quý em thì cho em Nga một nút chia sẻ nhá. Comment cho em đúng cú pháp và em chốt đơn. Áo là M5 ạ. Đấy ạ, ok chị Thúy Hường rồi ạ. Quần em đang mặc có màu xanh không ạ? Quần em đang mặc không có xanh ạ. Quần em đang mặc không có xanh ạ. Quần em đang mặc có duy nhất màu đen thôi chị Hoàng Huệ Hoàng nhá. Quần em đang mặc có duy nhất màu đen thôi. Đấy ạ, quần em đang mặc có duy nhất màu đen. Màu xanh thì các chị yêu lấy xanh cho em bản này. Nếu mà chị yêu nào thích xanh thì lấy xanh cho em bản này. Đấy ạ, chị này nếu mà lấy xanh thì lấy sang cho em bản này ạ. Nếu các chị yêu thích vậy nhá mà lấy màu xanh thì sang cho em bản này. Đấy ạ, sang bản này giùm em nha. Nếu mà các chị yêu thích xanh thì sang cho em bản này. Bản xanh thì có giá là 550.000. Quần vẩy màu xanh thì có giá là 550.000. Bản là bản này hộ em ạ. Đây. Các chị yêu nào thích bản xanh nhá thì chốt sang cho em bản này. Đây ạ. Đây là bản màu xanh này. Áo mình đang mặc mình 46 kg đâu có vừa không? Quá vừa luôn ạ. Áo này 46 cân mặc quá đẹp luôn cho em nha. Áo này em chốt từ 45 cân cho đến 65 cân em chốt đơn. Áo này đẹp lắm luôn. Các chị yêu nào mà tin em Nga đi, nếu như chị yêu nào là khách cũ nhá, các chị yêu thử trải thử lấy cái áo này của nhà em Nga đi. Áo có 299.000 thôi, hàng của FCR đấy các chị yêu ạ. Nhưng hàng này của em Nga là hàng đặc. Chứ hàng này không phải là cái hàng mà các chị yêu thấy là rẻ đâu. Các chị yêu nhá, lên là cái chất liệu của nó khác hoàn toàn. Mà cái chất liệu các chị yêu về ấy, các chị yêu sẽ thấy nó khác với chất liệu von. Nó khác với chất liệu von nhá, khác với chất liệu von. Đấy, áo của em Nga đang mặc là M5, 299.000 thôi. Áo này rất đẹp luôn. Ok ạ, chị đúng rồi, M5 em đang mặc một màu ạ. Quần em đang mặc là M6, áo em đang mặc là M5 em chốt M5 cho chị Hoài Vũ. Áo này 65 cân. Thậm chí chị yêu nào 66 cân mặc được cho em áo này luôn. Bởi vì cái tay này, em nói thật sự này, cái chất của nó này, các chị yêu nhìn này, cái tay của nó này, 66 cân nha. Tầm 65-66 cân các chị yêu mặc được hết áo này. Siêu sướng, siêu đẹp. Trong Nam ngoài Bắc mọi miền Tổ quốc đều mặc được cho em áo này. Các chị yêu về, các chị yêu mặc, các chị yêu nhận áo này, các chị yêu sẽ thấy nó rất là lạ. Nói chung là cái bàn tay chưa thấy gặp luôn ạ. Màu rất là nặng, kiểu cách cũng rất là xinh. 45 cân đến 65 cân em chốt đơn áo nhé. Nên chị yêu nào lấy chốt đơn ạ. Rồi ạ, em mặc quần vẩy màu xanh cho chị xem với. Ok chị Hoàng Huệ Hoàng. Quần em đang mặc có mức giá là 520.000 cho bản này. Đấy ạ, có kèm theo một cái tang. Cặp của nó là cặp chun nhá các chị yêu nhá. Đây ạ.
Các chị yêu ngắm cho em Nga này, cặp của nó bên trong nó là kèm theo chun như thế này. Nên khi mà mình mặc cặp chun ấy, nó tự ôm vào cơ thể cho em Nga nhé. Em có đủ size 56, 27, 28, 29, bao vừa hết cho các chị yêu đến 67 cân đổ về em chốt đơn. Chị yêu nào muốn sở hữu chiếc quần này thì nên đơn cho em quần này, mã là M6, mức giá là 520.000. Quá đẹp, quá sang, quá rẻ. Đây ạ, những chị yêu nào hỏi em quần jean vẩy, cạp một khuy đấy ạ, và cạp của nó là có nẹp chun, thì các chị yêu chốt đơn cho em quần này, không phải nghĩ luôn. Quần này của nhà em Nga thì không phải nghĩ luôn, chất jean mềm, dáng bec đi, dáng vẩy đấy ạ, thì chốt đơn cho em quần này. Mã cho em Nga là M6 hộ em. Bây giờ em sẽ mặc sang quần xanh là mã M7 nhá. Áo em đang mặc là M5. Áo đây ạ, M5 ạ. Chị yêu nào lấy M5 chốt đơn 299.000 cho em M5. Bây giờ em sẽ mặc sang mã này là M7 nhá các chị yêu. M7 em sẽ mặc áo M7 chốt với này phiên bản màu tiếp theo đi ạ. Ôi, cái áo này xinh quá. Chị yêu nào lấy thì chốt đơn 299.000 áo, không phải nghĩ. Vừa đẹp vừa rẻ, vừa sang vừa đập vừa lạ. Nói chung chiếc áo cũng rất là lạ. Chị Phạm Thị Thường lấy M5 xin số điện thoại. Chị Phạm Thị Thường lấy M5 cho em xin số điện thoại đi ạ. Quần vải này em đang mặc đều là size 27 hết đấy ạ. Đấy các chị yêu nhìn cái quần em vừa mặc này. Cái quần em vừa mặc này, cạp của nó là cặp chun này. Cái quần vải màu đen em vừa mặc đây này, cạp của nó cặp chun. Tàng mã của nó đây, hãng đây, yên tâm luôn nhé. Em đang mặc là 27 này. Chị Nguyễn Quy M6, size 26 ạ. Ok ạ. Quần em mặc là size 27. Các chị yêu cứ lấy quần chuẩn cho em nha. Đây, quần em đang mặc là size 27 nhé. Quần mày mai em up này cho các chị yêu. Quần đẹp lắm. Ai thích quần vẩy thì chốt đơn quần vẩy. Quần vẩy này thì em không có về nhiều cho nên là em không up ảnh luôn. Nên là em cũng không like đầu like. Em chỉ like sen cho các chị yêu thôi. Bởi vì những cái quần này nhà em Nga không có số lượng nhiều. Số lượng nó vừa phải. Đấy, nên chị yêu nào thích quần vẩy thì chốt đơn. Đây. Chị Nã Phượng là M5 ạ. Ok, chị Lá Phượng một M5 này. M5 của em Nga em chỉ có về được bằng này trước thôi, không có nhiều đâu, nên ai lấy M5 thì em phải chốt nha. Áo của em Nga siêu đẹp. M5 này. Các chị yêu nào lấy khách mới cho em xin số điện thoại ạ. Chị Lá Phượng một M5 này. Chị Nguyễn Quy một quần M6 size 6 ok này. Chị Phạm Thị Thường lấy áo M5 cho em xin số điện thoại với em. Chị Phạm Thị Thường lấy ok, chị Phạm Thị Thường một áo một áo này. Số điện thoại cho em Nga này, em chốt đơn này. Áo này chị yêu nào lấy M5 nhanh tay chốt không hết ạ. Em nói thật sự không bao giờ có đâu. Áo này các chị yêu, em nói thật sự áo này các chị yêu mua. Em nói thật sự là em về được cái lô này là lô vest ý. Cái lô này em gọi nó là lô vest ý. Cái lô vest em về cùng với những cái áo mà hôm trước em đã lên cho các chị yêu ấy. Cái áo này là em đặt cùng với cái lô đấy nó về. Đấy ạ, cho nên các chị yêu mới thấy là áo này các chị yêu mới thấy này. Nó đẹp, nó nan, nó sang, nhưng mà em chỉ về được đúng có cái đợt này thôi. Đúng cái đợt vừa rồi nó về đấy là em về được thôi. Chứ còn mai kia em cũng không bù được cái áo này. Vì là bây giờ nó chắc không còn nữa để mà bù ấy. Đây. Cái quần này là nó có kèm theo cái nơ như này nhá. Chị yêu nào thích nơ các chị yêu để, không để thì các chị yêu bỏ cái nơ này ra, bỏ cái tang này ra cho em Nga. Quần này của em Nga lên cho em Nga quần này là M7. Quần M7 này của nhà em Nga cũng có đủ size 25, 26, 27, 28, 29. Em đang mặc quần này là size 17 nhá. Em đang mặc chuẩn quần này là size 17 này. Nên đơn cho em quần này mức giá là 550.000. 550.000 cho em quần này. Trời ơi, hôm nay em lên cho các chị yêu toàn quần jean thôi. Đẹp quá. Chị đã phường lấy M5 rồi, còn M7 thì chút chưa báo giá. Quần của em Nga đang mặc quần jean vẩy, quần jean vẩy màu xanh là 550.000. Chị yêu nào lấy M7 thì comment lại cho em M7 ạ. Chị Lá Thị Phượng là khách mời đúng không? Khách mới thì mai lần nào chị có đi chốt đơn. Nếu mà chị lấy M7 ấy, thì mai lần nào chị yêu có đi chốt đơn thì mai gọi chốt cho chị là được. Mai chốt đơn thì báo giá cho chị đồng ý lấy thì chốt, còn không đồng ý lấy thì đi mỗi áo thôi. M6 quần jean vải. M6 là quần jean vải màu đen. Còn quần M7 là quần bản xanh. Đấy, đẹp lắm luôn các chị yêu ạ. Đây. Hôm nay em lên cho các chị yêu toàn quần jean. Màu. Trời ơi. Không có hàng nữa các chị yêu đấy. Hàng về được có như thế này các chị yêu. Các chị yêu biết rồi đấy.
quá là ấy luôn. Nên chị yêu là lấy thì chốt đơn nhé, đừng bỏ qua. Những cái này mà em lên như này là mấy nước không có hàng đâu. Chị Hạnh Nguyên, chị Hạnh Nguyên một áo ok ạ, à. Chị Lá Phường M7 ok rồi ạ, à. Chị Hạnh Nguyên một áo nữa này, M6 màu hồng, áo này đẹp lắm luôn, tin em đi. Các chị yêu nào lấy M5 nhanh tay chốt đơn. Em phải nói thật sự là những chị yêu nào nhận được hàng áo M5 này nhé, em Nga chắc chắn các chị yêu sẽ khen tấm tắc. Nó đẹp, cái chất của nó đẹp, thứ hai là cái kích bản của nó rất là lạ. Cái phần tay này về các chị yêu này, các chị yêu không đụng hàng với tất cả những chất liệu các chị yêu từng thấy nhá. Cái tay phần tay này này, các chị yêu sẽ thấy chất của nó siêu đẹp luôn, nó lạ vô cùng luôn, bản thân em còn thấy lạ nữa nè. Nên là các chị yêu, tại vì em bán rất là nhiều những cái áo tay von, tay ren rồi, nhưng mà chưa có cái mẫu nào mà cái bản tay này nó rất là lạ luôn. Thế cho nên các chị yêu sẽ nhận hàng, các chị yêu sẽ thấy cực kỳ lạ luôn. Áo này các chị yêu nhận hàng về các chị yêu sẽ thấy đẹp ngất ngây. Áo chỉ có giá là 299.000 ạ. Nhưng mà nó siêu đẹp luôn ạ, nó đẹp từ form đến dáng, các chị yêu thấy nó rất đơn giản này. Em không có cầu kỳ gì đâu, em từ nãy giờ em chỉ mặc đấy một cái áo, em mặc mix với mấy cái quần rồi các chị yêu rồi, quần vải cũng mix, quần baggy cũng mix đúng không ạ, màu cũng mix cho các chị yêu, nên các chị yêu không phải nghĩ về áo luôn. Áo 65 cân thậm chí 66 cân các chị yêu cũng mặc đẹp của cho em nha. Áo này mức giá thì có 299.000 thôi đấy ạ, giá siêu rẻ ngày hôm nay, nên chị yêu là lấy chốt đơn. Nhìn Nga mặc đẹp quá, chị chân nhỏ chẳng mặc được, nhìn em mặc đẹp lắm. Em cảm ơn chị Cấn Thị Phường ạ. Ok chị Hạnh Nguyên áo M5 em chốt đơn ạ. Nếu mà chị chân chị nhỏ, chị có thể chọn cho em những cái dáng quần suông suông ấy, quần suông suông đứng ấy. Đấy, chị mặc nó cũng rất là đẹp luôn, chị Cấn Thị Phường ạ. Chị mặc những quần suông đứng ấy thì thường là cái quần suông đứng, nhưng mà cái dáng ôm ấy thì thường những cổ chân chị em mình như thế nó sẽ giấu. Mà nếu như chị không thích suông rộng quá thì chị mặc cho em những cái suông ôm đứng đấy thì nó rất là vừa phải. Tức là em thì cần giấu dáng nhá, cái quần suông đứng ấy của thì nó lại rất là hay. Đấy, cái quần suông đứng như thế này này, em biết là chị Cấn Thị Phương đã lấy chưa. Nếu mà chị đã lấy cái mẫu này rồi, chị có thể chọn ra cho em cái mẫu Fendi, tại vì các bạn đang không để mẫu ở đây cho em Nga nên em không dơ được. Đấy, tại vì mẫu đấy em có mặc rồi nhưng em không, các bạn không để mã đây nên em không dơ được. Đấy, chị chọn cho em những cái mã như thế này này, thì em như với em thì em sẽ mặc được là dấu dáng, dấu em đậm mà, em đậm thì em lại được dấu dáng. Nhưng các chị yêu chân nhỏ thì các chị yêu mặc như thế này thì nó lại không lộ dáng, nó lại không lộ chân nhỏ của các chị yêu. Cho nên đối với cái dáng quần như thế này này thì cực kỳ thích luôn. Đấy ạ, nhỏ mặc cho em thì các chị yêu là được giấu dáng, nhưng mà đấy ạ, được giấu những cái, ví dụ những cái vòng nhỏ các chị yêu đi, nhưng em mặc đậm nhá thì em lại được giấu những cái điểm đậm của em đi. Đấy ạ, cho nên cái quần dáng ôm đứng này nó rất là thích. Còn ai thích vẩy thì các chị yêu mặc sang cho em những quần vẩy như thế này, đẹp ngất ngây. Quần này thì em có đủ size 25, 26, 27, 28, 29, bao vừa hết cho các chị yêu 67, 68 cân. Size 48 cân mặc cho em quần này size 5. Đấy á, 53 cân đổ về mặc cho em quần này size 26, 58 cân như em Nga đang mặc quần này size 27, 63 cân đổ về mặc cho em quần này size 28 và tầm 67 cân các chị yêu mặc quần này cho em size 9 nhá. Cặp quần này của em Nga nó là cặp 3 khuy như thế này, à cặp 2 khuy như thế này. Các chị yêu nhìn cho em cái vòng cặp này, hách dáng vô cùng. Em đang mặc size 7 này, nhìn cái quần này, nhìn cái cặp cho em Nga này, nó đẹp nhá các chị yêu. Đấy á, quần em mặc chuẩn 27 này. Quần này có giá là 550.000 thôi. Bao giá bao dáng luôn. Đấy, dáng quần dài. Chị Thu Hiền M7 55 cân. Ok, chị Thu Hiền M7 55 cân. 55 cân là mặc size em ạ, size 7 luôn ạ. Đẹp lắm luôn các chị yêu nhá. Xinh xuất sắc, em đang mặc quần này size 17, không phải nghĩ luôn. Quá đẹp mà quá rẻ luôn ạ. Chị lấy quần đấy của em rồi, em cảm ơn chị yêu. Mình định mua quần mà đắt quá. Quần này nhà em Nga, tại vì em bán hàng cao cấp ý, em không bán cái hàng vừa vừa ấy. Nếu mà các chị yêu mà mặc những cái quần jean cao cấp này rồi này thì các chị yêu sẽ thấy là khi mặc quần jean cao cấp này các chị yêu sẽ thấy nó khác. Tại vì giá nhà em Nga thì nếu mà em nói thật sự, những chị yêu nào mà hay mua những cái dòng hàng nó vừa vừa ấy thì các chị yêu có thể là băn khoăn về giá. Nhưng mà những chị yêu nào mà đã hay mặc những cái hàng cao cấp nhà em Nga rồi đấy, thì hoặc là các chị yêu mua ở những nơi khác hàng này rồi thì các chị yêu sẽ biết cái quần nhà em Nga quá rẻ. Bởi vì cái quần này của nhà em Nga nếu các chị yêu mua trên thị trường chắc chắn là mua nó sẽ rơi vào khoảng tầm giá mà các chị yêu mua ở shop ấy, thường nó sẽ là tầm 750.000 cái quần này. Còn em bán cho các chị yêu có giá là 550.000, các chị yêu sẽ thấy chênh lệch là bao nhiêu nghìn, 200.000 một cái quần. Còn có thể là các chị yêu mua nhiều nơi khác, các chị yêu có thể chênh lệch từ 100.000 đến 200.000 một cái quần như em Nga đang mặc. Một cái quần em đang mặc các chị yêu mua có thể chênh lệch ở bên ngoài 100.000 đến 200.000 một cái quần nhé. Không phải là các chị yêu không chênh lệch nhiều đâu, tại vì em bán số lượng nó khác. Còn người ta ví dụ như các chị yêu biết rồi, các chị yêu mà ra cửa shop ấy, ví dụ như người ta mua 1 giây, 2 giây đúng không các chị yêu, mà 1 giây này 25, 26, 27, 28, 29 này, 5 size này đúng không các chị yêu, mà người ta chỉ bán cho các chị yêu, người ta lấy về ví dụ người ta nhập về có 2 giây chẳng hạn, thì người ta chỉ có được 2 con 25, 2 con 26, 2 con 27, 2 con 28, 2 con 29, mà người ta chỉ bán được 2-3 cái quần trên 2 giây đấy, mà người ta không lãi các chị yêu cao. Thì nếu như mà cái quần đấy người ta bị tồn thì đương nhiên người ta bán cả một cái
cái dây đấy làm sao người ta có lãi. Còn nhà em Nga này em bán số lượng cho các chị yêu cho lên, đương nhiên là em bán cho nên là các chị yêu mới mua được cái giá này. Chứ còn nếu như mà em bán mà các chị yêu ra cửa hàng, chắc chắn các chị yêu phải mua cái quần này nhà em Nga. Ít nhất các chị yêu cộng vào cho em Nga mỗi quần là 100.000 đến 200.000 một cái quần nhá. 100.000 đến 200.000 một cái quần, em nói thật sự luôn. Đấy đấy là em nói thật sự luôn đấy. Đấy là nói thật sự. Bởi vì khi em phân tích ra thì các chị yêu sẽ hiểu được vì sao mà giá nhà em chênh lệch so với giá các chị yêu mua các shop là nó như vậy. Đấy á, là vì vậy, vì nếu mà họ chỉ bán được, người ta nhập về 10 cái, người ta bán được 3 cái mà người ta không lấy giá cao lên thì mai cái hàng tồn hàng lỗ, người ta phải bán sale đi thì hay gì đấy thì người ta lấy đâu ra lãi, đúng không các chị yêu? Đó. Nên là vì sao mà chị Ngọc Trương 17 xanh ạ. Ok ạ. Chị Đỗ Nhung M5 ạ. Ok, chị Đỗ Nhung một quần M5 ạ. Chị Nguyễn Thị Lan 1m60, 60 quần. M5 là quần gì? M5, M5 là áo. M5 là áo nào? M5 là áo hồng tím ạ. À, M5 là áo đúng không? Ok ạ. Chị Nguyễn Lan là áo, chị Nguyễn Lan đúng không? Chị Nguyễn Thị Lan M5 áo. Áo này. M7 xanh. Chị Đỗ Nhung là áo nữa đúng không? Chị Đỗ Nhung là áo. Áo nữa này. Chị Nguyễn Thị Lan là chị có quần bò đen mã M5 không? Chị Đích Huyền ơi. Chị Đích Huyền ơi, quần bò mã M5 màu đen của cái mã Chanel như thế này này thì em chỉ còn 26, 27, 28, 29 thôi. Chị đang hỏi em, chị Đích Huyền ơi, chị đang hỏi em cái quần bò M5 đúng không? Mã Chanel như thế này này thì em chỉ còn 26, 27, 28, 29 thôi. Đấy ạ, giá là 500.000. Còn nếu mà chị lấy đủ size thì chị lấy sang cho em cái mã này này, em mới nay ở đầu line này. Thì cái này em có đủ size từ 25 cho đến size 30. Giá cũng là 500.000. Nói chung là chị có hai lựa chọn. Đấy ạ, nhưng em không biết size của chị yêu thôi. Nếu mà chị có size, chị chốt từ 26 trở lên thì em hai mã em đều có size. Chị thích lấy mã nào em cũng có á. Nên áo M6 đi, ok chị Đỗ Nhung. Chị Nguyễn Thị Lan quần M7. Ok, chị Nguyễn Thị Lan một quần M7 ạ. Quần M7 chị cao 1m60, nặng 60 cân. Một quần size 18 cho chị Nguyễn Thị Lan này. Chị Niêu Trương một quần M7 màu xanh này, ok ạ. Đấy ạ. Tôi vừa xong em thấy cái gì ai đi ấy không nhỉ? Rồi, tiếp theo ạ. Rồi, áo này của em Nga nhá, màu tím của em Nga này. Chị quần vừa dơ mã gì? Chị Hân, chị Hàn Thiên Huệ ơi, quần vừa dơ này của nhà em Nga màu đen thì là mã M1, mức giá là 500.000, dáng baggy đây ạ. Các chị yêu nhìn cái quần dáng baggy nó đẹp này, các chị yêu nhìn và biết là đẹp luôn. Quần này nhà em Nga có giá là 500.000, mã là M1 chị yêu nhá, mã M1 đủ size từ 25 cho đến size 30. Chốt cho các chị yêu 78, 79 cân đổ với em chốt đơn. Quần này của em Nga là quần mã M5, quần này của em Nga nó là màu đen khói á, không phải màu đen mà là đen khói á. Mã này là M3 màu đen khói, giá là 550.000. Em có đủ size từ 25 cho đến size 29 ạ. Từ 25 đến 29 giá của nó là 550.000, màu đen khói đắt nhất nha các chị yêu nhá. Màu đen khói màu đắt nhất. Em nhập vào đắt nhất luôn. Em vừa nhập vào cái giá baggy màu đen khói đắt nhất luôn. Yeah. Quần đang mặc là mã mấy? Quần em đang mặc là mã M7 ạ. Quần em đang mặc là quần 7 mã M7 nhá chị yêu. Quần em đang mặc là quần 7 mã M7 ạ. Chị lấy quần 7 mã M7 thì báo em ạ. Quần em, áo em đang mặc là mã M5 chị Thịnh Phan Thị ạ. Áo em đang mặc là M5, áo này em còn 1, 2, 3 chiếc cuối cùng. Áo này em đang mặc còn 3 chiếc cuối cùng. 45 cân cho đến 65, 66 cân em cũng chốt đơn vừa. Chị yêu nào đấy thì nhanh tay này. Áo này em còn đúng có 3 chiếc cuối cùng. Chị yêu nào nhanh tay thì được áo này. Áo này siêu đẹp luôn, độc lạ, khác biệt, không đụng hàng. Có 299.000 cho em quần thôi. À 299.000 cho em áo thôi ạ. Áo có giá là 299.000 ngày hôm nay. Chị yêu nào lấy áo thì nhanh tay chốt đơn nhé. Áo còn có 3 chiếc màu em đang mặc. Áo là mã M. Áo là mã M mấy em quên luôn. Áo này của nhà em Nga là mã M. Áo là mã M5. Bây giờ em lên áo màu be sẽ là mã M mấy nhỉ? M8 nhá. M5 là màu hồng tím này. Em còn 3 chiếc cuối cùng. Chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn. Bây giờ em sẽ lên màu be đây ạ. Quần M7 có con giãn không? Quần M7 quần jean nhà em Nga đều có con giãn. Quần M7 có con giãn ạ. Quần M7 nhà em Nga đều có con giãn hết nha các chị yêu. Đẹp quá. Thật ra áo này là hôm nay em chưa định lên cho các chị yêu đâu. Nhưng mà nhân tiện thôi em lên luôn. Tại vì đây ạ. Em mix với quần jean em lên luôn. Áo này có màu be này em được có mỗi mấy chiếc về thôi. Có mỗi mấy cái thôi các chị yêu, không có nhiều đâu. Tại vì nó không có hàng ý. Màu be này, màu be này có 4 chiếc này này. Các chị yêu này.
đóng về cho em này, đóng này, em. Chị yêu nhìn này, đóng này. Chị biết hỏi M7 có màu đen không? M7 này không còn màu đen chị yêu ạ, à. Không có màu đen ạ. À. Màu đen chị lấy sang cho em M6 này có màu đen, M7 này không có màu đen ạ. À. M7 em có một màu thôi ạ. À. M7 em có một màu ạ, à. Quần xanh ôm đứng có cúc ở gấu mà. Chị Hàn Thiên Huệ. Quần xanh ôm đứng ở có gấu ạ, à. Chị xem lại like hộ em đi chị Hàn Thiên Huệ ơi. Chị Hàn Thiên Huệ ơi, chị xem lại cái mẫu đấy hộ em với, chị xem lại trên like hộ em với ạ. Cái mẫu mà cái áo màu be cho chị Hà Đào này. Màu be có mỗi mấy chiếc rồi. Màu be là mã M8 nhá. Màu be là mã M8 màu em ạ. À. Màu be chị yêu nào lấy thì nhanh tay có 299.000 này. 299 này, màu be có một be có mấy chiếc này, có 4 chiếc. Màu be chị Hà Đào một chiếc. Đẹp không các chị đây ạ? À. Các chị yêu nhìn màu be nhỉ em Nga, các chị yêu nhìn rõ được cái tông cái kiểu tay của áo chưa các chị? Trong Nam ngoài Bắc đều mặc được cho em Nga nhá, nhìn cái chất này. Nó lạ lắm luôn nhá. Đây. Cái tay của nó này, lạ chưa? Cái chất của nó này, lạ vô cùng nhá. Chất nó rất là lạ. Ồ, rất là lạ luôn. Chị yêu nào lấy chút đơn. Màu be cho chị Hà Đào, áo màu be là M8 nhá. Các chị yêu 299.000. Quần 7, 47 cân cho chị Hà Nguyễn, size 5 ok ạ. Cho mình một áo mã M5 màu be. Áo em đang mặc màu be là mặc chị Hà Đào. M5 màu be, ok màu 5. M5 là màu tím nhạt. Màu tím nhạt, chị lấy màu be là mã M8. M8 ạ, à. Ok em chốt M8 cho chị Hà Đào rồi ạ, à. Chị Hoàng Nguyễn rồi ạ, à. Em còn 2 chiếc M8 nữa thôi ạ, à. Em còn 2 cái M8 cuối cùng, hết. Không hàng, không có hàng đấy chị ạ. Đấy, cái mà cúc đây nhá, chị Hàn Thiên Huệ. Cái khuy cúc ạ, à. Cái khuy cúc đâu nhỉ? Cái khuy cúc, hôm nay cái mẫu khuy cúc đây, cái khuy cúc đây ạ, à. Cái khuy cúc đây. Chị Nguyễn Hà M7, quần 7, size 25, 47 cân. Ok ạ, à, size 25, đây ạ, à, cái quần này quần khuy cúc đây ạ, à. Quần khuy cúc này thì em còn, em nhớ không biết là năm em còn không. Quần này thì bây giờ chủ yếu còn 28 và 29 thôi. 27 là em nhớ không lầm là hết hàng. 27 màu đen, 27 màu xanh hết hàng. 25 và 26 em nhớ hôm trước thì báo em là còn 1 chiếc hoặc 2 chiếc. Đây tay em đang cầm là 1 chiếc 26 này. Có nghĩa là em mặc quần này là 27. Nhưng mà 27 màu đen và 27 màu xanh quần này là em đều hết hàng. Cái quần cạp có chữ H đây này, chắc chắn nhiều chị nhận được. Hôm đấy em lên đúng có một like thôi. Quần này em lên đúng có một like. Quần này em lên đúng một like mà em đi hết hơn bao nhiêu cái quần nhỉ? Nói chung là cái nai cái quần này là hết sạch luôn. Là còn em nhớ không lầm là còn 27 em hết sạch cả hai màu đen lẫn đen lẫn xanh. Cho nên em không còn size mặc. 25 thì em còn, em nhớ hôm đấy là em chỉ còn một chiếc 25 hoặc là 1 hay 2 chiếc 26 thôi. Đấy ạ, à, màu đen và màu xanh còn lại em chỉ còn 28 và 29, nhưng 28 29 em chỉ có nói chung là còn 3-4 chiếc thôi, mỗi size. Cho nên là chị yêu nào mà lấy quần này này thì các chị yêu chỉ có comment cho em Nga thôi, chứ em không mặc bởi vì em có hàng đâu em mặc. Đúng ạ. Em chỉ còn có khoảng tầm chưa đến chục chiếc thì em không mặc luôn nha các chị yêu nhé, các chị yêu xem lại like của em. Đấy ạ. À, cho nên là em không mặc. Thì tính thân thì hỏi áo đang mặc áo em đang mặc là M8 mặc 65 66 cân đều mặc vừa. Áo em đang mặc là 299.000 ạ. À, chị Thịnh Phan Thị M5 58 cân vừa. Chị Thịnh Phan Thị nhá, M5 58 cân mặc đẹp luôn. Chị Thịnh Phan Thị là có áo M5 chưa nhỉ? M5 là cái màu này nhá các chị ơi. M5 là màu hồng tím, còn em đang mặc ở đây là M8, mặc M8 là màu be. M5 cho chị Phan Thị này. M5 là hồng tím nhá, đây ạ, hai màu khác nhau đấy ạ. Màu em đang mặc là màu be là mã M8, còn màu hồng tím cho em Nga là mã M này. 299.000 áo này, không phải nghĩ luôn. Quá đẹp và rẻ. 299.000 áo siêu đẹp luôn. Áo này không phải là các chị yêu muốn mua là mua được đâu. Áo này của nhà em Nga ấy, cái kiểu chất như thế này này. Em tại vì em toàn tìm những cái hàng độc lạ cho các chị yêu thôi, không đụng hàng. Không đụng hàng các chị yêu, độc lạ khác biệt không đụng hàng. Quần 7 là 57 cân. Chị Lương Thị M7 quần 7 57 cân này. 57 cân mặc quần này cho em 27 chuẩn luôn này. 57 cân là mặc size 57 nhưng em Nga đang mặc luôn. Ok chị Đương Thị một quần 7 ạ. Quần 7 em đang mặc là 550.000. Đây nhá. Nếu mà chị yêu nào lấy quần này là mấy nhỉ? M9. Quần này chị yêu nào lấy M9 này thì chốt đơn cho em M9 này. Em còn cầm tay một chiếc size 26 này. Em còn cầm tay một chiếc 26 và em còn 28 và 29 thôi. Chị yêu nào lấy quần này chốt đơn cho em Nga. Quần này có mức giá là 550.000 hộ em, tay em đang cầm nhá. Quần này là quần dáng ôm xuông đứng. Quần này là dáng ôm xuông đứng ạ. Và quần này của nhà em Nga thì dáng của nó chiều dài khoảng tầm 85-86 phân thôi ạ. Đấy ạ, dáng rất là gọn, giấu dáng. Chị yêu là chân nhỏ mà quần này cho em Nga thì các chị yêu sẽ không bị lộ dáng. Chị yêu nào mà đập
đấy, bắp chân như em Nga này, đùi to mông to như em Nga đấy, mặc được quần 85 phân phong cách đấy, khỏe khoắn trẻ trung độc lạ thì có thể lấy cho em cái quần này đấy, mức giá là 550.000, mã cho em Nga quần này là M9 nhá, M9 hộ em, quần này siêu đẹp, cặp của nó là cặp chung. Đấy, các chị yêu có thể xem lại like hộ em, hoặc mai em cắt video ra em up lên cái size em còn nhé, để cho các chị yêu chốt, nhưng mà nó chỉ còn có vài chiếc thôi. Cái quần này chỉ còn đếm trên đầu ngón tay thôi ạ. Chị Phan Thịnh khách mới cho em xin số điện thoại với ạ. Chị Phan Thịnh khách mới cho em xin số điện thoại với ạ. Chị cao 1m55, nặng 58 cân thì mặc cho em quần này 26. Đúng rồi, 28 chuẩn luôn ạ. Thế thì em chốt cho chị cao, chị Hà Đào cao 1. Chị Hà Đào là lấy quần, chị Hà Đào chị 53 cân cao bao nhiêu chị Hà Đào? Chị 53 cân mà chị cao bao nhiêu? Chị cao 1m60 thì chị mặc quần này cho em size 26 thôi. Nếu mà chị cao 1m60 chị Hà Đào nhé, nếu mà chị Hà Đào cao 1m60 nặng 53 cân thì mặc quần này cho em size 26 á. Còn nếu như mà chị cao không phải là 1m60 mà cao 1m55, 1m56 chẳng hạn thì chị cho em thêm vòng eo. Chị cho em thêm vòng eo thì em sẽ chốt quần này cho chị size 26 hoặc 27. Đấy, chị cho em thêm vòng eo ạ. Đấy, thì chị có thể cho em thêm vòng eo nhá, để em chốt size cho chị. Chị Hàn Thuyên mà lấy quần này thì ghi hộ em là mã M9 hộ em. Chị mà 58 cân thì chắc chắn mặc quần này cho em Nga size 28 nhá. Đấy à, nếu mà chị lấy quần này thì ghi hộ em là 28. Ghi hộ em là mã M9 hộ em ạ. Mã M9 nhá. Đấy à, mã M9 á. Mã M5 cho chị Thinh Phan Thi. Đúng rồi, ok ạ. À. Lên M1 màu nâu hôm 17 đi. Trời ơi, M1 màu nâu hôm 17. Chị ơi, chị mà chốt màu nâu hôm mã 17 thì chị cứ comment cho em thôi. Chị đã nhìn thấy em Nga mặc rồi thì chị comment cho em Nga thôi. Đỡ em phải mặc lại chị yêu. Đấy ạ. À. Tại vì là em đã mặc rồi ấy, mà chị biết đích xác của nó là cái quần đấy rồi. Đúng ạ? Thì chị chỉ cần comment cho em đúng cái quần đấy là em chốt thôi. Tại vì sao mà đợt này em phải ghi like cho các chị yêu là vì bởi vì là em nếu mà các chị yêu muốn chốt quần ấy em chỉ cần dơ như thế này thôi. Chị đây, chị muốn chốt quần này này, chị nói chị báo em luôn này. Đây, chị ghi đúng cho em cái mã quần này là em mặc, bởi vì chắc chắn là chị đã nhìn cái quần này em mặc thì chắc chắn là chị đã tìm hiểu kỹ rồi. Chị đã xem like của nhà em Nga rồi. Cho nên là nếu chị lấy quần này chị chỉ cần ghi hộ em là quần mã M1 dáng Becky, đúng không ạ? Mã ngày nay ngày 17. Nay này là nay của nhà em Nga là nay ngày 10. Quần này em nay ngày 16 chị yêu ạ. Quần này em nay ngày 16. Em nay quần này là ngày 16 tháng 11. Chị lấy đúng mã này chị ghi hộ em là mã M1 màu nâu ngày 16 tháng 11. Cho chị chiếu cao cân nặng cho em số điện thoại này em chốt đơn. Quần nâu này có giá là 500.000. Để đỡ mất thời gian đấy chị yêu. À, chị Thúy Dương thì M9 1m52 cân. M9 1m52 nặng 53 cân thì 1m52 nặng 53 cân à? 1m52 là cái M9 này à? M9 là rồi, sau 26 cho em vòng eo chị yêu ơi, chị đang giữa giữa 26 và 27 mất rồi. Chị đang giữa quần này giữa 26 và 27 rồi. Cho em vòng eo với ạ. Cho em vòng eo với chị yêu ơi, nếu mà eo chị khoảng tầm mà cho em thêm vòng eo đi. Chị đang giữa quần này giữa 26 và 27 rồi. Quần này của nhà em Nga khoảng tầm 26 này, chỉ khoảng tầm 52 53 cân đổ về em chốt đơn này. Nhưng mà chị này cao có 1m52 à, 553 cân à. Thế thì chị phải mặc quần này cho em size 17 cơ. Mặc thoải mái cho em phải size 17. Nếu 26 và 27 thì chị lấy sang cho em bản này đi. Nếu 27 chị lấy sang cho em cái bản mà bản này đi chị yêu này. Nếu 27 chị lấy sang cho em mẫu này đi. 27 chị lấy sang cho em mẫu này. Đấy ạ, mẫu này cũng đẹp, mẫu này nó cũng tương tự như mẫu này nhá. Mẫu này nó tương tự như bản M9 này. Tại vì M9 thì em quyết size rồi. M9 thì em không còn đủ size nữa nên em không lên. Đấy ạ, các chị yêu mà lấy quần thì các chị yêu chốt đơn quần này cho em Nga như vậy. Chị Phạm Hội khách mới lấy M9 thì cho chị chiều cao cân nặng. Chị Phạm Hội lấy M9 thì cho em xem chiều cao cân nặng ạ. Chị Thúy Dương Thị mà lấy M9 thì cho em thêm vòng eo nhá. Cao 1m52 nặng 53 cân, chị đang giữa 26 và 27 mất rồi. À, chị Hoa Mặt Trời lấy lên M1 màu nâu hôm 10 à đấy chị này đọc lại đúng không? Chị Hà Đào cao 1m56. Chị Hà Đào cao 1m56 mà nặng 53 cân ạ. À. Cao 1m56 nặng 53 cân, nếu mà vòng eo của chị khoảng rơi vào khoảng tầm 72 nhá, 72 73 thì chị có thể mặc quần này cho em size 16 nếu mà quần vải ạ. Đấy ạ. M1 hôm gì ạ? Là váy hôm 11 à, chị đang hỏi em là M1 mà váy á. Ôi váy váy ngày hôm qua, váy ngày hôm qua chị lấy thì chị báo em chứ em không mặc đâu vì váy em đang quyết size rồi đấy ạ. Váy này em nói rồi, váy này là chị nào mà không chốt nhanh là chị có hết hàng thôi. Em nói rồi, váy này nhà em Nga nha. Váy này này, em nói thật sự đấy, em dơ thôi nhá. Váy nếu mà các chị yêu nào đã xem váy rồi
thì em dơ lại các chị chốt thôi nhá. Em dơ lại cái váy thôi chứ em không mặc nữa. Các chị yêu muốn xem em mặc, các chị yêu xem lại cái like ngày hôm qua. Rồi các chị yêu inbox chiếc váy này mà các chị yêu mà. Nói thật sự là váy này này. Váy này này hiện tại em đang quyết size rồi. Màu cốm hiện tại là em đang hết ghét này. Màu trắng này. Màu trắng là em hết hàng này. Các chị yêu thấy không? Màu trắng các chị không chốt trên like nhưng các chị inbox là hết. Bởi vì màu trắng các chị yêu biết không? Màu trắng á, các chị em nha. Màu trắng này em còn đúng một set cuối cùng. Màu trắng này em còn đúng một cái. Màu trắng em còn đúng một cái em này. Đây. Màu trắng này em còn đúng một set size L. Còn chị yêu nào mà lấy nữa thì phải chờ bù màu trắng nhá. Màu trắng này hiện tại em còn đúng một set size L, tức là size S và size M màu trắng em hết hàng. Và em chỉ còn đúng một set màu trắng size L cho váy ngày hôm qua. Đấy ạ, ai muốn like, ai muốn hỏi váy này. Váy ngày hôm qua đấy, em dơ like thôi nhá, em không mặc nữa. Đấy ạ. Còn váy này là váy màu nâu này. Váy màu nâu mã ngày hôm qua này. Các chị yêu là lấy váy màu nâu này. Váy màu nâu này hình như em còn đủ size ML. Màu nâu này hiện tại em còn đủ size ML nhưng số lượng không còn nhiều. Chị yêu nào nhanh tay thì còn. Màu cốm này thì hiện tại em hết ghép này, em chỉ còn ML. Nhưng mà ML em cũng chỉ còn vài cái thôi ạ. Vài set thôi là hết sạch rồi. Đấy là hết sạch rồi. Cho nên là chị yêu nào mà lấy váy thì phải nhanh tay bởi vì nó không còn số lượng đâu. Tức là em chỉ đặt bảo chốt cho các chị yêu trên live, duy nhất trên cái live mà em đã lên thôi. Còn lại là sau live này em đã quyết sai rồi cho nên là các chị yêu mà muốn lấy cái đấy thì inbox. Còn bây giờ em dơ vậy thì chị chỉ có thể chốt cho em Nga là chị báo cho em Nga là Nga cho chị váy màu nâu live ngày 17 tháng 11. Đấy ạ, chiều cao cân nặng của chị, số điện thoại của chị thì em sẽ chốt cho chị. Đấy ạ, em còn sai em chốt, còn nếu hết quyết sai thì em chốt ạ. Chị Phạm Hồi khách mới thì lấy M9 hay M7 và cho trên chiều cao cân nặng đấy. Chị Phạm Hội là lấy M7 hay M9 đấy ạ. Chị Hàn Thiên Huệ là cao 1m55 cm có vừa không? Người như em nặng hơn em 3 cân. Người như em nặng hơn em hơn 3 cân, chị mặc cho em size 18 chuẩn luôn nhá. Chị mặc cho em size 18, em chốt chị size 28 luôn này. Chị mặc cho em chuẩn size 28 luôn. Chị Hàn Thị Huệ, size 28, chị mặc 28 cho em Nga đẹp luôn đấy ạ. Chị người như em mà chị hơn em 3 cân, chị mặc chuẩn cho em size 28. Bởi vì em mặc 27 quần đấy thì chị mặc cho em quần đấy 2 size 8 luôn. Chị Hàn Thiên Huệ nhá, em mặc quần đấy 27 thì chị mặc cho em quần đấy size 28. Cho nên chị yên tâm luôn về size, chị mặc cho em chuẩn 28. Mà sau đấy chị mặc đẹp thì chị sau này chị nhớ ủng hộ em nha. Đấy, em cho chị xem quần M1 màu trắng. Đây, quần M1 màu trắng nữa. M1 của nay trước ạ, các chị yêu lại xem lại like rồi ạ. Các chị yêu hôm nay xem nhiều like thế nhỉ. Cũng là ngày hôm nay ngày cuối tuần cho đây là đấy ạ. Chị Hoa Mặt Trời M1 màu nâu 56 cân size L. Ok ạ, một váy cho chị Hoa Mặt Trời size L. Váy chị Hoa Mặt Trời. Chị Hoa Mặt Trời là váy nhá, chị Hoa Mặt Trời ơi, chị ghi hộ em là váy chứ chị đừng ghi M1. Nếu mà chị ghi M1 thì ghi hộ em là M1 váy like ngày 17 tháng 11. Không là các bạn đi nhầm, các bạn đi mai kia các bạn check lại là các bạn đi chốt sang quần cho chị đấy. Chị phải nhớ ghi váy cho em Nga nhá. Váy 17 tháng 11. Chị ghi hộ em như vậy ạ. Không là các bạn đi chốt sang quần đấy ạ. Hoa Mặt Trời. Đấy ok, chị Hoa Mặt Trời chốt chuẩn rồi này. L cho chị Hoa Mặt Trời này. Màu nâu 520.000. Đấy ok chị yêu ạ, rồi ạ. Chị Hàn Thiên Huệ chuẩn rồi ạ. Chị Phan Hợi ơi, chị lấy M7 hay M9 đấy ạ? M9 là cái gì nhỉ? M9 là quần kia. M7 là quần em đang mặc. Chị Phan Hợi là lấy M7 hay M9 đấy ạ? Em đang thấy chị comment cả M7 đến M9 chị Phan Hợi ơi. Chị Phan Hợi ơi, em đang thấy chị comment cả M7 đến M9 ạ. Rồi áo em đang mặc màu này, chị yêu nào lấy thì chốt đơn nha. Bây giờ em sẽ mặc sang màu đây ạ, em mặc sang màu này. Màu vàng mơ này. Ôi cái màu vàng mơ. Đẹp ngất ngây luôn. Đây, vàng mơ ạ. Em sẽ mặc sang áo màu vàng mơ mã cho em Nga này thành M10 nhá. Màu vàng mơ là M10 cho em. Chị nào? Chị Hàn Thiên Huệ cho em xin số điện thoại với ạ. Chị Hàn Thiên Huệ cho em xin số điện thoại với ạ. Đây ạ. Áo màu vàng mơ đây ạ. Đẹp không các chị? Trời ơi, cái áo màu vàng mơ này. Đẹp ngất ngây luôn cho em nha. Chị yêu nào lấy áo màu vàng mơ này thì chốt đơn cho em màu vàng mơ nhá. Màu vàng mơ có mấy chiếc thôi. Áo này vàng mơ có mấy chiếc thôi các chị yêu ạ. Đẹp quá. Màu vàng mơ. Đẹp ngất ngây luôn. Trời ơi, đẹp chưa?
65-66 cân đổ với em chốt đơn. Vàng mơ em có được có mỗi mấy chiếc thôi. Chị yêu nào lấy trên tay chốt đơn nhé. Màu này bao giờ cũng là màu em rất là thích, bởi vì cái màu vàng của nó không bị chóe mà chị ạ. Nó là vàng mơ, rất là xinh. Mã cho em nghe là M10. M10 hộ em ạ. Chị Thùy Dương Thị, chị cao 1m52, nặng 53 cân mà eo chị to. Eo chị to, chị thì lấy cho em size 17 đi. Chị lấy sang cho em quần này nhá chị yêu. Em cho em chị xem quần M1 màu trắng nay ngày 15. Đây chị yêu ơi, quần M1 màu trắng nay ngày 15 đây. Đây ạ, chị lấy quần này em mặc rồi, chị chốt luôn cho em, luôn cho dễ này. Rồi. Đây ạ. Quần đây chị. Đây ạ, em mặc đây rồi. Nhìn dáng như dáng ngủ với này. Đây à, chị ngắm luôn cho em cái quần này nha. Nếu chị lấy chị ghi hộ em luôn này. Quần này không phải nghĩ luôn ạ. Đây à, chị lấy quần này. Thật sự bởi vì bây giờ em đi tìm cái quần đấy em không. Cái quần đấy. Đây. Chị lấy quần này thì báo em luôn nhá. Đây. Chị chốt quần này thì chị báo em luôn này. Đây ạ, chị chốt quần này thì chị báo em luôn. Đây ạ, dáng quần đấy đây ạ. Không phải nghĩ luôn ạ. Quá quần màu trắng đấy thì quá đẹp luôn rồi, chị không phải nghĩ luôn. Chị Hà Thiên Huệ lấy 19 thì cho chị số điện thoại. Chị Hà Thiên Huệ mà lấy quần 19 thì cho em xin số điện thoại nhá. Chị Hà Thiên Huệ mà lấy quần 19 thì cho em xin số điện thoại. Chị Hoài Vũ lên áo gió đi em. Áo gió ạ. Áo gió bây giờ em chỉ còn nè thôi. Vừa xong chị yêu nào hỏi em cái gì nữa nhỉ? À, chị gì mà 50 mấy cân nhỉ? Chị ơi, chị 50 mấy cân, chị lấy sang cho em mẫu quần này đi ạ. Chị Thúy Dương Thị ơi, chị lấy quần jean đứng này, nếu mà chị tin em Nga nhá. Cái bản chữ H em không còn size của chị nếu mà chị tin em, chị lấy sang cho em bản Fendi này đi. Đây ạ, bản Fendi là cái bản em mặc đây này. Bản Fendi chính là bản em mặc nhá, em đang mặc size 17, chị lấy cho em size 17. Đây ạ, bản màu xanh đây. Nó có hai màu xanh và màu đen, chị có thể tham khảo trên trang nhà em Nga hoặc xem lại like giùm em Nga cái mã này. Đấy ạ, thì chị mặc cho em cái quần này là size 17 cho em Nga chuẩn luôn nhá. Em nói thẳng thật sự là rất là đẹp luôn. Đấy ạ. Bản này em đã mặc like rồi, các chị yêu có thể xem like hộ em đấy. Các chị yêu có thể xem like chốt cho em Nga đây. Cái bản này hộ em. Đấy. Hôm nay là một cái like mà đa số chặt lời các chị yêu. Đấy ạ. Cái gì nữa nhỉ? Ôi. Trời ơi, muộn quá rồi. Rồi ạ, cái gì nữa nhỉ? Vừa xong còn trả lời cái gì nốt nữa. Áo gió. Áo gió hôm trước còn sót một cái áo gió nào mà có chị nào khách mới không gọi được ấy nhỉ? Hết chưa? Đây, em nhớ là em còn một cái em này đây. Nói thật là khách mới, em nói thật sự này. Áo này bao nhiêu chị chốt không được. Mà đúng cái chị khách mới thì không gọi được điện được. Nên là em xin phép em lên đây nha. Áo gió này chị yêu nào mà lấy nhanh tay chốt đơn này, 55 cân. Em mặc để cho các chị yêu biết là em còn thôi, chứ áo này không về được hàng được đâu. Áo này em nói thật sự em không biết là nó có về được, đến lúc nào nó về được luôn. Đây ạ, áo này siêu đẹp cho em Nga nhá. Áo gió này hai lớp. Em đảm bảo áo này nhà em Nga không có hàng để bán. Em chốt đúng được vào chị khách mới. Sót đúng một chiếc size M cho chị yêu nào 55 cân đổ về em chốt đơn. Hàng siêu cao cấp cho em Nga, 520.000. Chị yêu nào 55 cân thì chốt đơn cho em cái em này. Thực sự luôn, áo này không phải nghĩ luôn. Em có hàng đâu các chị yêu. Áo này nhà em Nga siêu đẹp luôn. Em đang mặc áo này là size M nhé. Em mặc áo này là size M đây ạ. Chị yêu nào thích áo gió thì chốt cho em áo này. Còn đúng một chiếc size M size em Nga. Đẹp không có một chút xíu tì vết nào. Áo này form đẹp, dáng đẹp, kiểu dáng xinh, dễ mặc. Nói chung là trẻ trung nhá, gấu bo. Dáng gió hai lớp, hàng siêu cao cấp cho em Nga. Giá áo này là 520.000. Em có đúng, còn đúng một chiếc size M. Đấy là của khách mới không gọi được điện được này. Em chốt đơn, đây là áo gió này. Áo gió này nhá. Cái áo gió mà chị đấy, áo gió này là em còn đúng một chiếc sót 500. Ok chị Thúy Dương Thị, xem lại đẹp đấy ạ. Các chị yêu muốn xem lại các chị yêu vào xem như thế á. Chị Hàn Thiên Huệ có số điện thoại rồi kìa. Đấy ai lấy áo gió này đi hộ em là mã M bao nhiêu nhỉ? M11 hộ em nhá. M11. Áo này đỉnh cao luôn, em nói thật sự. Áo này chị yêu nào nhận được hàng áo này cho em Nga, feedback cho em Nga áo này. Áo này đẹp ngất ngây, có 520.000, em còn sót đúng một chiếc đấy. Áo này em có đặt thêm về nhưng em chẳng biết là bao giờ nó về được nữa. Hy vọng là nó còn về được sớm sớm cho em nha. Bởi vì em gối luôn đấy, nhưng mà em cũng không biết được. Đấy ạ. Còn cái áo gió mà màu hồng ấy không? Chị nào vừa hỏi áo gió ấy. Chị áp ấy. Đây. Áo này em chỉ còn size, nhưng em còn size mỗi size M thôi. Đây còn mỗi mấy chiếc thôi, em áp này em hết mất rồi. Chị yêu nào nhanh tay thì được này. Áo này còn mỗi vài đây. Áo còn có vài chiếc này. Hết mất rồi.
đây áo này chị yêu nào lấy này, đây chị Hoài Vũ mà nếu mà size chị yêu là còn size 54 cân thì chị chốt cho em nha. Cái áo này nếu mà chị còn size 54 cân thì chị chốt cho em nha. Áo này còn có 450.000 thôi. Em còn có vài chiếc còn còn size M thôi, hết những size to rồi ạ. À màu hồng này em còn M và XL, em nhầm. Màu hồng này thì em còn M và XL nhá, 450.000, size M dưới 54 cân, size XL dưới 64 cân em chốt đơn màu hồng. Đây. Em mặc lại cho các chị yêu nào muốn chốt nhá. Đây. Các chị yêu nào inbox không được, các chị yêu chốt cho em ngay. Đây. Màu hồng quá đẹp luôn. Em rất thích cái màu này. Nói chung cái áo này em thích màu này hơn màu xanh than. Màu xanh than thì chị yêu nào hay thích kiểu màu tối tối các chị yêu chốt thôi, chứ còn nếu như là em thì em hay mặc màu hồng. 54 cân đổ về chốt đơn cho em áo này. Mức giá cho em Nga là 450.000 ngày hôm nay. Em 54 cân mặc M và 64 cân đổ về mặc XL cho em Nga. Áo gió em đang mặc. Có áo gió kẻ. Cái gì ạ? Có áo gió gì ạ? Áo gió để lúc nào em lên cho các chị yêu một loạt. Còn bây giờ em mặc như này nhá. Màu xanh than em chỉ còn size M thôi. Màu xanh than em chỉ còn size M thôi nhá. Đấy, chị yêu nào lấy thì các chị yêu xem lại hộ em. Còn bây giờ thì chị áo Vũ số 3 cân. Chị Hoài Vũ ơi, áo 3 cân thì chị mặc cho em cái áo này size XL. Còn cái mẫu này có size XL màu hồng thôi. Chỉ còn màu hồng này ghi hộ em là M12 màu hồng size XL. Chị lấy thì chị báo em nhá, giá là 450.000. Chị lấy thì chị báo em, còn bây giờ thì chắc là muộn rồi, em dừng like đấy. Ui em like, hôm nay em toàn trả lời các chị yêu cho nên là em không nghĩ là em bị like nó vậy, tại vì là comment nó bị ẩn ấy. Comment nó bị ẩn, thành ra là em cứ vừa like vừa xem vừa trả lời các chị yêu. Đấy ạ. Thành ra là không nghĩ là bây giờ đã đến 11 giờ rồi. Em nói thật sự định là hôm nay lên cho các chị yêu đấy. Hôm nay có mẫu mới mấy đâu ạ. Tầm này bây giờ ít mẫu mới lắm. Em chỉ lên cho các chị yêu nhanh để em lên những cái hàng nó này này của nhà em, à, của nè em có sẵn. Mà cuối cùng em không lên được tí gì đấy, không lên được tí gì luôn. Không lên được tí gì luôn đấy, ok các chị yêu. Rồi ạ, cảm ơn các chị yêu rất là nhiều nhé. Còn định lên cho các chị yêu xét váy nữa, nhưng mà chắc là thôi phải hẹn các chị yêu ngày mai mới rồi. Bây giờ không kịp lên váy nữa rồi đấy, không kịp lên váy nữa rồi. Mà cứ chậm lên một ngày là váy các chị inbox là cuối cùng là quit size rồi ạ. Đấy ạ, giống như cái váy Prada ấy, là hiện tại như cậu em nhớ không nhầm là màu đen, em còn SM thôi. Cảm ơn các chị yêu rất là nhiều, hẹn gặp lại các chị yêu trong livestream tiếp theo vào ngày mai nhé. Tạm biệt các chị, cảm ơn các chị.